Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 2276, Phật tổ phù hộ 1. Trương đại quan nhân thừa dịp cô ta không chú ý, đột nhiên phát công, dùng nội lực hút đầu đạn cắm ở trong cơ thể cô ta ra, Tang Bối Bối đau đến nỗi hét toáng lên, trán túa mồ hôi lạnh. Đầu đạn dính vết máu của Tang Bối Bối đã rơi vào lòng bàn tay Trương Dương, hắn cầm đầu đạn quơ quơ trước mắt Tang Bối Bối, sau đó ném sang một bên. Từ trong áo ra lấy ra kim sang dược đặc chế của mình, bôi lên vết thương cho Tang Bối Bối, sau đó thì rất ân cần giúp Tang Bối Bối mặc quần áo. Nhìn Trương Dương bận trước bận sau vì mình, Tang Bối Bối không biết vì sao mắt lại đỏ lên, sau đó thì liền bắt đầu khóc. Trương Dương có chút mạc danh kỳ diệu nói, nhà đầu, tôi chọc gì cô à, sao tự dưng lại khóc? Người khác nếu nhìn thấy cô khóc thì còn tưởng rằng tôi làm chuyện khác người gì với cô. Tang Bối Bối vươn tay ra đấm một cái vào ngực hắn, chính là anh khi dễ tôi, chính là anh, đều là tại anh. Cô ta bỗng nhiên ôm cổ Trương Dương rồi giúp người vào lòng hắn. Trương đại quan nhân nói ấy, cô bé, ý chí của tôi trước giờ không được kiên định lắm đâu, cô đừng khảo nghiệm tôi. Tang Bối Bối cắn rái tai hắn rồi ôn nhu nói, anh không phải muốn em lấy thân báo đáp ư. Em hiện tại giao mình cho anh đó. Trương đại quan nhân nói đùa à. Tôi tuy rằng không phải chính nhân quân tử, nhưng tôi cũng không phải là hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tôi. Lời nói của hắn bị cái hôn của Tang Bối Bối ngắt quãng. Mắt đẹp của Tang Bối Bối lóe ra vẻ mị hoặc, anh sợ à? Trương đại quan nhân nói, tôi sợ cái gì? Tang Bối Bối nói, vậy thì là em không có sức hấp dẫn rồi. Trương đại quan nhân nói, tôi không phải lo cô đang bị thương ư. Tuy là nói như vậy, nhưng tay vẫn đặt lên ngực Tang Bối Bối. Tang Bối Bối dí sát người vào hắn, Trương đại quan nhân nhìn người ấy trong ánh lửa quyến rũ như vậy, trận tuyến của thằng cha này trong khoảnh khắc đã sụp đổ, có câu là vết thương nhẹ không át được lửa tình, nữ hài tử người ta đã biểu thị như vậy rồi, mình không thể từ chối được. Ánh lửa chiếu rọi bóng hai người lên vách đá, thân thể của hai người tựa như chạc cây gắn liền nhau của cây cổ thụ. Ánh sáng ban mai chiếu khắp đảo, lửa trại chưa tắt hoàn toàn, vẫn có khói nhẹ đang bốc lên. Tang Bối Bối tỉnh lại trong lòng Trương Dương, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, khóe môi lộ ra nụ cười ngượng ngùng mà hạnh phúc, cô ta cúi xuống hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Trương Dương, động tác rất nhỏ đã đánh thức Trương Dương tóm lấy tay cô ta, kéo cô ta vào trong lòng, lại không cẩn thận chạm vào vết thương trên vai Tang Bối Bối. Đau, Tang Bối Bối dịu dàng nói. Trương Dương cười nói, bên trên hay là bên dưới? Tang Bối Bối đỏ mặt gắt, lưu manh, cô ta giãy khỏi lòng hắn. Cảm thấy cái chỗ vừa trải qua mùi đời có chút ran rát, lông mi đen cụp xuống, chớp chóp ứ hai cái, giống như cánh bướm rung động trong gió, đều đau cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương đại quan nhân nói, cái đó, ngày hôm qua chưa kịp tắm rửa, nước biển dính vào. Tang Bối Bối đánh một cái lên vai hắn, còn nói nữa à. Trương Dương bật cười, hắn đứng lên nhìn ra mặt biển, nhìn thấy đằng xa có một vật thể màu đen đang phá sóng mà đến. Chính là tàu ngầm của bọn họ. Tang Bối Bối cũng phát hiện cảnh này, nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Trương đại quan nhân mặc quần cộc, nhàn nhã đi về phía bờ cát. Sau khi Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí dừng tàu ngầm, tới đảo Lộc Nham, nhìn thấy Tang Bối Bối bình an vô sự, hai người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Dương nói, kết quả theo dõi thế nào? Ngũ Đắc Chí nói, thuyền đánh cá một mực đi về hướng Nam, chúng tôi đã đặt máy theo dõi dưới nước. Trước mắt thuyền đánh cá vẫn đang đi, thông qua máy theo dõi chúng tôi có thể tỏa định quỹ tích hành động của bọn họ, chúng tôi lo các anh có việc, cho nên nửa đường thì vòng về hội hợp với các anh. Trương Dương nói, chúng tôi không sao, ngược lại Nghiêm Quốc Chiêu này trọng yếu phi thường, không thể để hắn chạy thoát. Ngũ Đắc Chí gật đầu. Trương Dương nói, Trương Bích Quân đã chết rồi. Ngũ Đắc Chí biến sắc, nói khẽ chuyện này không phải là nhỏ đâu, không bao lâu nữa cấp trên sẽ phái người tới đây điều tra. Tang Bối Bối nói, chuyện này không có gì mà điều tra cả, là Nghiêm Quốc Chiêu lợi dụng tôi để dụ Trương Bích Quân tới đây, sau đó muốn một hòn đá ném hai chim, giết chết Trương Bích Quân, đổ tất cả trách nhiệm lên người tôi. Trương Dương nói, em có thể nói rõ ràng chuyện này mà. Tang Bối Bối nói, anh đừng quên, em đã sớm bị bọn họ định nghĩa là một kẻ phản quốc, cho dù em nói ra thì liệu có ai tin em? Triệu Thiên Tài nói, chúng tôi có thể làm chứng cho cô. Tang Bối Bối lắc đầu nói, vô dụng, chỉ có thể để tôi gánh chuyện này, lời các anh nói sẽ không có ai tin đâu, hơn nữa tốt nhất đừng để bọn họ phát hiện các anh có liên quan tới chuyện này, bằng không phiền toái của các anh cũng sẽ vô cùng vô tận.
Trương Dương nói, anh không sợ phiền toái. Tang Bối Bối nhìn Trương Dương, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Ngũ Đắc Chí nói, Tang Bối Bối nói không sai, chuyện này là Nghiêm Quốc Chiêu thiết kế, tôi chỉ là không hiểu, hắn vì sao muốn giết chết Trương Bích Quân. Trương Dương nói, các anh có phát hiện hay không, từ sau khi Bắc Cảng gặp trận sóng thần đó, rất nhiều chuyện đều xảy ra biến hóa. Cái chết của Trương Bích Quân có lẽ cũng có quan hệ với chuyện này. Tang Bối Bối nói, rất có thể, có điều muốn giải câu đố này thì phải bắt đầu từ Nghiêm Quốc Chiêu. Trương Dương nói, em muốn tiếp tục tra nữa không? Tang Bối Bối lắc đầu, cô ta cười nói, Trương Bích Quân đã chết rồi, thù của anh em cũng đã được báo, em đã chán sống những ngày mưa bom bão đạn rồi, em tạm thời không có thời gian suy nghĩ tới tương lai, chỉ cho mình một kỳ nghỉ dài thôi. Cô ta quay sang Trương Dương, chiếc tàu ngầm đó có thể cho em mượn chơi không? Trương Đại Quan Nhân nói, em muốn đi đâu? Tang Bối Bối nói, đi đâu cũng được, anh chắc vẫn chưa biết, một quyển sách em thích xem nhất chính là Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển. Trương Dương biết tính tình của Tang Bối Bối xưa nay rất phóng khoáng, cô ta cuối cùng cũng đã tự tay đâm Trương Bích Quân, Đại Cừu đã báo, nếu như tiếp tục lưu lại thì không nghi ngờ gì nữa sẽ phải gặp mạo hiểm rất lớn, rời khỏi một đoạn thời gian cũng tốt. Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí đi vào tàu ngầm đầu tiên, Trương Dương trước khi Tang Bối Bối tiến vào trong tàu ngầm thì bỗng nhiên kéo cô ta vào trong lòng, tặng cô ta một nụ hôn dài. Tang Bối Bối ôm cổ hắn, thâm tình nhìn hắn nói, anh yên tâm, em tự biết chiếu cố cho mình, chuyện tối hôm qua anh hãy coi như là chưa hề phát sinh. Trương Đại Quan Nhân nói, không thể, em là nữ nhân của anh muốn chiếu cố cho em cả đời. Tang Bối Bối nói, em là nói chuyện của Trương Bích Quân và Nghiêm Quốc Chiêu. Anh nghĩ đi đâu vậy? Không ngờ nghĩ đến chuyện đó, cho rằng em tùy tiện như vậy ư. Giọng nói của cô ta bỗng nhiên thấp xuống, nói khẽ anh là nam nhân đầu tiên của em, cũng là người cuối cùng, cho nên anh nhất định phải thật tốt với em, bằng không em sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Trương Dương nói, ở lại, dùng thuật hóa trang chắc có thể qua được mắt họ. Tang Bối Bối nói, em mệt mỏi rồi, Trương Bích Quân đã chết, em bỗng nhiên cảm thấy mất phương hướng, cho em một đoạn thời gian để em thả lỏng một chút. Anh yên tâm, không lâu nữa em sẽ trở lại bên cạnh anh. Chương 2277, Phật Tổ Phù Hộ 2. Mưa ở Kinh Thành vẫn rơi, Tiết Thế Luân đứng trên sân thượng, quần áo trên người tất cả đều bị mưa làm ướt sũng, mắt hắn có chút đỏ lên, nhưng trong mắt không hề có nước mắt, gió thu thổi tới, rét lạnh, hắn thật sự không tưởng tượng được, Trương Bích Quân vì sao cứ như vậy đột nhiên rời khỏi, cô ta là nữ nhân khiến mình yên tâm nhất, đã giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều trải qua rồi, nhưng lần này lại lật thuyền trong mương, Trương Bích Quân không ngờ chết trong tay một đặc công quốc an vô danh. Tiết Thế Luân cho tới bây giờ vẫn không thể tin được chuyện này là sự thật, hắn nhớ tới những lời Trương Bích Quân trước kia đã nói với hắn, cô ta khuyên hắn nên thu tay lại, hắn hiểu được nguyện vọng lớn nhất trong lòng cô ta, chính là có thể cùng mình rời khỏi, tìm một nơi không ai biết bọn họ để sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Tiết Vĩ Đồng xuất hiện phía sau cha. Cô ta lặng lẽ xòe ô che mưa cho hắn, tuy rằng cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ta có thể nhìn ra tình tự của cha vô cùng thấp. Tiết Thế Luân nói khẽ, Đồng Đồng, con có từng yêu chưa? Tiết Vĩ Đồng ngây ra một thoáng, cô ta nhìn cha với vẻ khó hiểu. Tiết Thế Luân nói, cho dù hiện tại không có thì về sau cũng sẽ có, yêu cũng không đại biểu cho tất cả, người ta cả đời có thể gặp rất nhiều người yêu, nhưng chưa chắc có thể gặp được một người hợp với mình. Nói tới đây. Hắn lắc đầu, cha nói con chưa chắc đã hiểu. Tiết Vĩ Đồng nói cha vào tắm nước ấm đi đã, thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Tiết Thế Luân nói, cha phải tới Bắc Cảng một chuyến. Tiết Vĩ Đồng nói, con đi với cha. Tiết Thế Luân vốn định cự tuyệt thì lại nghe con gái nói, cha thế này con lo lắng, con nhất định phải đi. Cái chết của Trương Bích Quân đã dẫn tới một hồi chấn động trước giờ chưa từng có trong nội bộ quốc an. Không lâu sau khi phát hiện xác chết của cô ta trôi trên biển, có người thông qua cách bí mật tố cáo Trương Bích Quân trước đây chèn ép nhân viên công tác trong nội bộ, bán đứng cơ mật của tổ chức, hãm hại đám người Hình Chiêu Huy, Lệ Phù, Triệu Quân, Tang Bối Bối, căn cứ bí mật của Trương Bích Quân ở Kinh Thành cũng bị báo ra, đường dây cung cấp thông tin này không nghi ngờ gì nữa biết rất rõ nội tình. Sau khi quốc an nhận được tin tức thì lập tức áp dụng hành động, tiến hành đột kích kiểm tra căn cứ bí mật của Trương Bích Quân, khiến tất cả mọi người không ngờ là Không ngờ phòng giam dưới đất tìm được Hình Chiêu Huy đã bị giam giữ ở đây gần một năm. Nghiêm Quốc Chiêu đứng trước tượng Thích Già Mani, hắn cung kính dâng ba nén hương, rất thành kính quỳ lạy trước tượng Phật, gió rất lớn, mang theo không khí ẩm ướt từ mặt biển tới,
chui vào trong cổ áo và cổ tay áo của hắn, khiến Nghiêm Quốc Chiêu rất không thoải mái. Hắn nghe thấy phía sau vang lên tiếng giày cao gót gõ lên mặt đất rất có tiết tấu. Một nữ tử mặc áo đen xuất hiện phía sau hắn, cô ta không dâng hương, ngẩng đầu nhìn tượng Thích Già Ma Ni cao cao tại thượng, nói khẽ: Phật Tổ liệu có phù hộ cho những người như chúng ta hay không? Nghiêm Quốc Chiêu sau khi cung kính dập đầu thì chậm rãi đứng dậy. Nữ nhân áo đen đẩy kính râm trên mũi cô ta, mỉm cười nhìn Nghiêm Quốc Chiêu, nữ nhân này chính là Hải Sát phu nhân đã bị tuyên cáo tử vong từ lâu. Nghiêm Quốc Chiêu mỉm cười, biệt lai vô dạng. Hải Sát phu nhân gật đầu, vẫn còn xô xông trên thế giới này. Trương Bích Quân đã chết rồi. Vẻ mặt Hải Sát phu nhân bất phi sở động, cô ta không dễ chết vậy chứ. Nghiêm Quốc Chiêu nói, tôi tận mắt nhìn thấy thi thể của cô ta, không thể sai được. Hải Sát phu nhân ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua tượng Phật, nói khẽ: Phật nói chúng sinh ngang hàng, trước đây tôi cũng từng tin, nhưng sống trên thế giới này lại không thể ngang hàng, chỉ có sau khi chết thì mới đều quay về với đất thôi. Nghiêm Quốc Chiêu nói, cái đó cũng chưa chắc, có người được lên nơi cực lạc, có người thì phải xuống địa ngục. Chuyện sau khi chết rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Hải Sát phu nhân vẻ mặt khinh thường, cô ta không muốn tiếp tục đàm luận trước tượng Phật, chỉ vào một bình đài ngắm cảnh trên núi nhỏ đối diện, Nghiêm Quốc Chiêu và cô ta đi tới đó, sau mưu núi vắng, ánh mặt trời từ trong tầng mây phía đông nam chiếu tới, quay đầu nhìn lại, tượng Phật như được bao phủ trong một mảng thánh quang. Phu nhân nói, việc nhân loại thích làm nhất chính là lừa gạt bản thân, thành kính cầu phúc trước Phật, khẩn cầu Phật tổ phù hộ, nhưng bọn họ có nghĩ tới tượng Phật này thật ra là mình dựng lên hay không? Nghiêm Quốc Chiêu nói, người sống trên đời dù sao cũng phải có tín ngưỡng, cô đừng coi thường lực lượng tín ngưỡng. Hai người đi lên đài ngắm cảnh, bên trong núi rừng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, ánh mặt trời chiếu khắp mỗi một ngóc ngách của đài ngắm cảnh, gió thổi qua, lá cây xào xạc rung động, hơi nước cũng bị gió thổi đi. Theo gió phân tán trong không khí núi rừng, bọn họ đắm chìm trong cảnh tươi mát này, trước mắt xuất hiện một đạo cầu hồng mông lung. Hải Sát phu nhân cảm thán nói, đẹp quá. Nghiêm Quốc Chiêu nói, dừng chân thưởng thức phong cảnh đích xác là một kiện mỹ sự. Hải Sát phu nhân nói, người sống trên đời lại không thể dừng chân, là vì thời gian trôi mau quá, mới xây dựng ra nhiều cảnh đẹp để cho người ta hồi vị như vậy. Rất nhiều lúc, cái đáng được hồi vị không phải là cảnh sắc mà là thời gian. Nói tới đây trong lòng cô ta bỗng cảm thấy yêu thương, hai tay tựa vào lan can phía trước, nhẹ giọng thở dài. Nghiêm Quốc Chiêu nói, giữa Minh Tiên Sinh và Sơn Mỗ có vấn đề. Hải Sát phu nhân gật đầu, tôi biết Trương Bích Quân không chết dễ dàng vậy được, cô ta trời xanh tính đa nghi, làm việc cẩn thận, trừ phi là người một nhà xuống tay. Cô ta ý vị thâm trường nhìn Nghiêm Quốc Chiêu một cái, Nghiêm Quốc Chiêu biết rõ chuyện này, hơn nữa hắn lại chính mắt thấy thi thể của Trương Bích Quân. Cho nên không khó suy đoán ra cái chết của Trương Bích Quân có quan hệ mật thiết cực kỳ tới hắn. Nghiêm Quốc Chiêu nói, cừu hận sẽ làm người ta mất đi lý trí, chẳng những sẽ hủy đi chính bọn họ, còn có thể liên lụy cả chúng ta vào trong đó. Hắn nhìn Hải Sát phu nhân, cô chắc là minh bạch đạo lý này. Hải Sát phu nhân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía mặt biển xa xăm, vì báo thù cho Hứa Thường Đức và con trai, cô ta từng phải trả giá đắt, cuối cùng vẫn không thể không lựa chọn trốn tránh. Ở trong lòng đa số người cô ta đã là người chết, trải qua chuyện này, cô ta tựa hồ bình thản hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cô ta minh bạch, mình vẫn không thể buông bỏ được. Đạo lý TH rất nhiều người đều hiểu, nhưng chân chính có thể làm được thì đã ít lại càng ít. Nghiêm Quốc Chiêu nói, Sơn Mỗ đã không khống chế được rồi. Hải Sát phu nhân nói khẽ cái chết của Trương Bích Quân sẽ làm hắn điên cuồng, giữa bọn họ rốt cuộc phát sinh vấn đề gì. Nghiêm Quốc Chiêu thở dài, tôi không quan tâm. Tôi cũng không để ý, tôi hiện tại chỉ muốn trong trình độ lớn nhất giữ được lợi ích của chúng ta, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, tôi không muốn tất cả lại như nước chảy về biển đông. Hải Sát phu nhân lắc đầu, anh vẫn chưa hiểu được chỗ đáng sợ của bọn họ đâu. Chương 2278, Phật Tổ phù hộ 3. Tiết Thế Luân sau khi Bắc Cảng đột nhiên thay đổi suy nghĩ, hắn quyết định không đi gặp di thể của Trương Bích Quân, trên đường đi đã khiến hắn triệt để bình tĩnh. Quan hệ giữa hắn và Trương Bích Quân cơ hồ không ưa mấy người biết, Trương Bích Quân ở nội bộ Quốc An ngồi ở địa vị cao, cái chết của cô ta tất nhiên sẽ khiến Quốc An chấn động, trong thời khắc mẫn cảm này mà vội vàng đi gặp mặt cô ta lần cuối hiểu nhiên là không sáng suốt. Chân chính hoài niệm một người cũng có thể đặt dưới đáy lòng, một khi nghĩ thông suốt đạo lý này, Tiết Thế Luân liền triệt để bình tĩnh, nhưng sự bi thương trong lòng lại càng sâu hơn. Tiêu Quốc Thành tự mình tới sân bay đón Tiết Thế Luân, ngồi vào trong ô tô của hắn.
Tiêu Quốc Thành nói khẽ, chuyện trên cơ bản đã điều tra xong, có muốn đi gặp mặt cô ta lần cuối không? Tiết Thế Luân lắc đầu, thôi, vốn cũng định như vậy, nhưng đến đây rồi thì tôi lại thay đổi chủ ý. Tiêu Quốc Thành vỗ vai hắn rồi nói khẽ, nén bi thương thuận biến. Trong ánh mắt hắn tràn ngập sự đồng cảm đối với tình trạng của lão hữu, nhưng trong lòng lại không phải vậy. Tới Bạch Đảo nghỉ ngơi một chút, Tiêu Quốc Thành đề nghị. Tiết Thế Luân nói, ở luôn Bắc Cảng đi, tôi còn có một số việc muốn làm. Tiêu Quốc Thành an bài cho Tiết Thế Luân ở lại phòng tổng thống của khách sạn Kim Sắc Cảng Loan, Tiết Vĩ Đồng tuy rằng đi theo cha tới, nhưng sau khi chào ô ia Tiêu Quốc Thành thì không đi cùng, cô ta biết cha lần này tới đây khẳng định có chuyện quan trọng muốn làm. Tiết Thế Luân ngồi trước cửa sổ, không nói gì nhìn cảng phía trước. Tiêu Quốc Thành pha một bình trà, phân biệt rót cho Tiết Thế Luân và mình một ly. Cảm ơn, Tiết Thế Luân cầm chén trước mặt lên. Tiêu Quốc Thành nói, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy ư? Tiết Thế Luân nhấp ngụm trà rồi nói, tôi có lỗi với cô ta. Tiêu Quốc Thành nhìn Tiết Thế Luân, nhưng chỉ nhìn được mặt nghiêng của hắn, song vẫn nhìn thấy vẻ bi thương của Tiết Thế Luân, hắn cảm thấy rất vui mừng. Tiêu Quốc Thành nói, cô ta vì sao lại tới Bắc Cảng? Tiết Thế Luân nói khẽ, có người lấy tang bối bối ra làm điều kiện trao đổi. Cho dù là hiện tại Tiết Thế Luân vẫn không trực tiếp nhắc tới An Đạt Phân. Tiêu Quốc Thành nói, Thế Luân, chúng ta đều đã không còn trẻ tuổi, có một số việc nếu đã xảy ra thì chúng ta cũng vô lực vãn hồi. Tiết Thế Luân nói, tôi minh bạch. Tiết Vĩ Nồng không chịu nổi không khí đầy áp lực này, tuy rằng thời tiết của Bắc Cảng đã rất dịu, nhưng cô ta luôn cảm thấy trong lòng rất bí bách, vừa mới sắp xếp xong ở khách sạn thì cô ta liền bấm số của Trương Dương, Tam Ca, em đã đến Bắc Cảng. Khi Trương Đại Quan Nhân nhận được cú điện thoại này thì vừa mới trở lại cương vị công tác không lâu, tuy rằng đã trải qua một phen chiến đấu kinh tâm động phách, nhưng cuộc sống của hắn hiện tại vẫn phải quay trở lại bình tĩnh, chỉ coi như là không có gì xảy ra. Tiết Vĩ Nồng đến là chuyện trong dự kiến của Trương Dương, hắn mơ hồ đoán được quan hệ giữa Tiết Thế Luân và Trương Bích Quân. Cái chết của Trương Bích Quân sẽ tác động tới rất nhiều người, Tiết Thế Luân lựa chọn tới Bắc Cảng vào lúc này, từ một phương diện nào đó chứng minh quan hệ giữa Trương Bích Quân và hắn không tầm thường. Trương Dương nói, Vĩ Nồng, em tới Bắc Cảng sao không nói với anh một tiếng, em đang ở đâu? Anh giờ tới đón em. Tiết Vĩ Nồng sau khi nói chỗ ở của mình hiện tại cho Trương Dương thì lại nói, thôi, anh tạm thời đừng tới đây, chờ chuyện xong xuôi rồi em sẽ tới tìm anh. Thật ra cho tới bây giờ Tiết Vĩ Nồng cũng vẫn không rõ vì sao cha muốn tới Bắc Cảng. Trương Dương nói, chú Tiết đi cùng em à. Tiết Vĩ Nồng ừ một tiếng, lúc này nghe thấy có người gõ cửa, cô ta nói một tiếng với Trương Dương rồi gác điện thoại, đứng dậy đi mở cửa. Tiết Thế Luân đứng ở ngoài cửa, hắn nói với con gái, Đồng Đồng, chúng ta tới thăm mộ bác Hạng. Trương Dương vừa mới buông điện thoại thì điện thoại bàn của hắn đã lại đổ chuông, người gọi điện thoại tới là Đỗ Thiên Giã. Cuối tuần này cả nhà ông ngoại của Đỗ Thiên Giã Khưu Hạc Thanh muốn tới núi Thanh Đài gặp mặt Trần Sùng Sơn, cho nên Đỗ Thiên Giã đặc biệt thông chi cho hắn một tiếng, xem hắn có rảnh thì tới núi Thanh Đài gặp nhau. Trương Dương đáp ứng rất sảng khoái, thật ra trước đó hắn cũng đã đáp ứng Trần Sùng Sơn rồi, hẹn thời gian gặp mặt cụ thể với Đỗ Thiên Giã, Trương Dương lại nghĩ tới chuyện Tiết Thế Luân tới Bắc Cảng, trong lòng tính toán về tình về lý đều phải đích thân tới gặp hắn. Nhưng vào lúc này Cục trưởng Công an Bắc Cảng Triệu Quốc Cường tới. Trương Dương cười cười đứng dậy, Triệu Cục, hôm nay ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Triệu Quốc Cường nói, tôi vừa hay tới Tân Hải làm việc, cho nên thuận tiện qua bên anh một chuyến. Trương Dương nói, có gì chỉ giáo? Triệu Quốc Cường nói, có hai chuyện, một chuyện là muốn nói với anh rằng, cha tôi buổi chiều tới Bắc Cảng, bí thư thường chỉ định muốn anh cùng tham dự tiệc chào đón tối nay, anh ta bảo tôi thông chi với anh một tiếng. Trương Dương cười khổ nói, tôi gặp cha anh hình như không tốt lắm đâu. Triệu Quốc Cường nói, tôi vốn cũng muốn cố gắng đừng chạm mặt, nhưng bí thư thường đã nói là anh phải tới. Trương Dương gật đầu, rồi đi thì đi, cha anh dù sao cũng không ăn được tôi. Triệu Quốc Cường nói, tối hôm qua gần bãi đá ngầm xảy ra bắn nhau, anh có nghe nói không? Trương Dương nói, bắn nhau trên biển ư, thằng cha này biết rõ còn giả vờ hồ đồ. Triệu Quốc Cường nói, anh ngày hôm qua hình như cũng không ở Tân Hải. Trương Dương nói, à... tôi đi làm ít việc riêng, thế cũng phải báo cáo à? Triệu Quốc Cường nói, đã chết không ít người, trên biển phát hiện 7 xác chết, trong đó có cả Trương Bích Quân, người phụ trách của Cục 10 Quốc An, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ anh không nghe thấy một chút phong thanh nào ư? Hắn lộ ra vẻ mặt không tin. Trương Dương nói, có nghe, là anh nói đấy thôi,
anh cho rằng tôi làm bí thư thị ủy rảnh lắm à? Rất nhiều công tác của Tân Hải đang chờ tôi đi làm đó, tôi nào có rảnh quan tâm tới chuyện trên hải vực phụ cận Bắc Cảng bắn giết nhau. Triệu Cục à Triệu Cục, anh chắc không phải đang hoài nghi tôi đấy chứ? Triệu Quốc Cường cười, tôi cũng không nói chuyện này là anh làm, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Trương Dương nói, vốn tôi buổi tối muốn đi bái phỏng Tiết Thế Luân, không ngờ cha anh tới, bí thư Thường lại hạ mệnh lệnh cho tôi, thôi, tôi giờ đi luôn đây. Triệu Quốc Cường nói, Tiết Thế Luân tới à? Trương Dương nói, nghe anh nói tôi mới nhớ ra, hình như lần này Tiết Thế Luân tới Bắc Cảng có thể là có liên quan tới cái chết của Trương Bích Quân. Trương Dương trong lòng thật ra vô cùng minh bạch, nhưng hắn trước mắt vẫn không thể nói rõ với Triệu Quốc Cường, chỉ nói bóng nói gió tiến hành công tác dẫn đường. Triệu Quốc Cường nói, chắc không phải đâu, trước mắt thi thể của Trương Bích Quân dưới do người bên ta quản lý, hắn không hề tới thăm hỏi, không có bất kỳ chứng cứ gì cho thấy bọn họ quen nhau. Trương Dương nói, quả thực không có chứng cứ gì, đi thôi, tôi với anh về Bắc Cảng, thuận tiện đi chào hỏi Tiết Thế Luân. Trương Dương tới Kim Sắc Cảng Loan thì vồ hụt, thì ra hai cha con Tiết Thế Luân đã tới Nghĩ Trang Lan Bình Sơn bái Hạng Thành, nghe nói Trương Dương tới, người phụ trách khách sạn Tiêu Mân Hồng ra đón. Mỉm cười nói, bí thư Trương đã lâu rồi chưa được gặp ngài. Chương 2279, Phật Tổ phù hộ 4. Trương Dương nói, đành chịu thôi, thân là cán bộ quốc gia, thời gian căn bản không phải của mình, đâu được tự tại như người làm ăn các cô, muốn đi đâu thì cứ đi. Tiêu Mân Hồng nói, đừng nghĩ chúng tôi được tự do như vậy, thật ra làm ăn kiếm tiền cũng vất vả lắm. Trương Dương cười nói, vất vả cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền. Kiếm đồng tiền lớn chưa chắc đã vất vả. Tiêu Mân Hồng nói, một quốc gia như anh mở miệng ngậm miệng đều là kiếm tiền, tục quá, tôi mời anh đi uống trà. Trương Dương nói, Tiết tiên sinh lúc nào thì về. Tiêu Mân Hồng nói, chú tôi dẫn hai cha con họ tới trước mộ phần Hạng Thành bái, đã đi được một lúc rồi, chắc là sắp về. Trương Dương gật đầu nói, vậy uống trà. Tiêu Mân Hồng cười cười, nghe anh nói chuyện thực sự khiến cho người ta chán ngán thất vọng. Không ngờ tôi là bằng hữu mà ngay cả mời anh uống trà cũng không được. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi không phải ở lại rồi ư. Tiêu Mân Hồng nói, anh ở lại cũng không phải là vì tôi, anh là vì chờ chú Tiết. Trương Đại Quan Nhân cười nói, tới đây là để gặp Tiết tiên sinh, nhưng gặp được cô rồi, không gặp ông ta cũng không sao cả. Tiêu Mân Hồng bật cười khanh khách, tôi giờ mới hiểu là vì sao có nhiều nữ hài tử bị anh khiến cho thần hồn điên đảo như vậy, cái miệng của anh đúng là biết lừa người. Trương Đại Quan Nhân nói, lời này là khen tôi hay là mắng tôi? Tiêu Mân Hồng nói, tùy anh hiểu. Trương Dương uống ngụm trà rồi nói, Tiết tiên sinh lần này đến Bắc Cảng là để bái phỏng lão bằng hữu hay là để đầu tư? Tiêu Mân Hồng, nói không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là tới bái tế bí thư Hạng. Tuy rằng Hạng Thành đã qua đời, hơn nữa liên quan tới vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhưng Tiêu Mân Hồng vẫn duy trì sự tôn trọng nên có đối với y, điều này cũng dễ hiểu, dù sao chú của cô ta. Tiêu Quốc Thành cũng là nghĩa tử của Tiết Lão, được coi là người Tiết gia danh chính ngôn thuận, mà Hạng Thành bởi vì từng cứu Tiết Lão, Tiết gia trên dưới đều coi y là ân nhân cứu mạng, bảo trì tôn trọng cũng rất bình thường. Trương Dương đương nhiên không tin mục đích Tiết Thế Luân đến Bắc Cảng chỉ đơn giản như vậy, có điều hắn cũng tiện tiếp tục đề tài này, hắn cho rằng chuyện Tiêu Mân Hồng biết chắc cũng không nhiều, nói khẽ gần đây có liên hệ với tập đoàn Nguyên Hòa không. Tiêu Mân Hồng nói, bên trong gia tộc Nguyên Hòa xuất hiện chút trục trặc. Từ sau vụ sóng thần tôi cũng không liên hệ với bọn họ, có điều, từ tình huống trước mắt cho thấy họ 10 phần có 9 là muốn vứt bỏ kế hoạch đầu tư vào cảng Phước Long. Trương Dương cười cười. Tiêu Mân Hồng nói, bí thư Trương, ngài có thể tiết lộ chút cho tôi không, có phải kế hoạch đầu tư xây dựng thêm cảng Phước Long đã được chứng thực? Trương Dương lắc đầu nói, nào có nhanh như vậy? Đừng giấu tôi nghe nói chuyện này đã được quyết định giao cho tập đoàn Tinh Nguyệt rồi. Trương Dương nói, tôi sao không biết nhỉ? Anh là bí thư thị ủy Tân Hải, anh sao mà không biết? Chuyện này còn không phải do anh định đoạt ư? Trương Dương nói, cô đúng là xem trọng tôi quá rồi, chuyện cải tạo xây dựng thêm cảng Phước Long lần này tôi không quyết định được, bí thư Thường đã coi chuyện này là đại sự hàng đầu sau khi đến nhận chức, muốn xây dựng cảng Phước Long trở thành cảng nhất lưu thế giới, hội đấu thầu lần này là công khai công chính. Không phải chuyện tôi có thể quyết định. Tiêu Mân Hồng nói, công khai công chính. Chính phủ các anh làm việc làm gì có chuyện nào là công khai công chính? Trương Dương nói, lời này của cô rõ ràng là không có lòng tin đối với bộ môn chính phủ chúng tôi. Tiêu Mân Hồng nói, thật ra trong mắt chúng tôi, anh cầm quyền cũng vậy thôi, trong lòng mỗi người đều có một cán cân,
công bình hay không thì chỉ tự mình biết. Trương Dương mỉm cười, đang muốn phản bác cô ta thì điện thoại lại đổ chuông, lần này người gọi điện thoại tới là Thường Lăng Phong, nghe nói tin tức Trương Bích Quân qua đời, hắn và Trương Duệ Dung ngay lập tức từ châu Âu về. Lần trước Tang Bối Bối bắt cóc Trương Duệ Dung đã nói ra sự thật cô ta là cốt nhục thân sinh của Trương Bích Quân, mặc dù Trương Duệ Dung sau khi được cứu từng giáp mặt hỏi, nhưng Trương Bích Quân có thừa nhận, nhưng từ sự khẩn trương và quan tâm Trương Bích Quân biểu hiện ra sau khi cô ta bị bắt cóc, đủ để chứng minh quan hệ giữa họ không tầm thường. Trương Duệ Dung có thể nói từ châu Âu một đường khóc đến khi về nước, tình tự rất kém, bọn họ trở về là muốn thấy di dung của Trương Bích Quân. Thường Lăng Phong không gọi điện thoại cho đại ca, cú điện thoại đầu tiên hắn gọi là cho Trương Dương, hắn cho rằng Trương Dương có thể giúp Trương Duệ Dung thực hiện nguyện vọng này. Trương đại quan nhân tuy rằng không có thiện cảm gì Trương Bích Quân, nhưng Thường Lăng Phong là lão hữu nhiều năm của hắn, đối với yêu cầu Thường Lăng Phong đề xuất, hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. Trương Dương bảo Thường Lăng Phong từ sân bay trực tiếp tới nhà mình thì gọi điện thoại cho Triệu Quốc Cường, nhờ hắn giúp giải quyết chuyện này. Triệu Quốc Cường nể mặt Trương Dương, sau khi nghe nói thì lập tức bảo mình sẽ tự đi một chuyến. Trương Dương và Triệu Quốc Cường cơ hồ tới đồng thời, hai người vừa mới tách ra không lâu thì không ngờ lại gặp mặt nhanh như vậy, Trương Dương cười nói Triệu Cục, hôm nay phiền anh rồi. Triệu Quốc Cường nói, chuyện gì thế? Nói với tôi đi. Cái hắn quan tâm là thân phận của Trương Duệ Dung. Trương Dương đơn giản giới thiệu quan hệ và thân phận của hai người Trương Duệ Dung và Thường Lăng Phong, Triệu Quốc Cường giờ mới biết họ là một đôi, đang nói chuyện thì Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung cũng tới. Hai người đều một thân áo đen, Trương Duệ Dung khóc đến mắt sưng húp, đi lại cũng không có, khí lực dựa vào vai Thường Lăng Phong, cả người cơ hồ tùy thời đều có thể ngất đi. Trương đại quan nhân nhìn thấy cô ta như vậy thì cũng cảm thấy có chút không đành lòng, dù sao người chết là hết. Trương Bích Quân chết, người thương tâm nhất tất nhiên là Trương Duệ Dung, Trương đại quan nhân đi tới an ủi, Trương Duệ Dung lại bật khóc. Triệu Quốc Cường nhìn thấy trạng thái tinh thần của cô ta thì không khỏi có chút lo lắng, hắn đề nghị Thường Lăng Phong, không bằng để Trương Tiểu Thư đi nghỉ trước, tôi thấy cô ta trước mắt không thích hợp đi vào đâu. Trương Duệ Dung lắc đầu nói, muốn gặp cô tôi nhất định phải gặp. Cô, giọng nói của cô ta có chút khàn khàn. Triệu Quốc Cường trưng cầu ý kiến của Thường Lăng Phong một chút, Thường Lăng Phong gật đầu. Trương Dương ở bên cạnh nói, sớm muộn gì cũng gặp mà. Mấy người cùng nhau đi vào, thi thể của Trương Bích Quân được bảo hộ trọng điểm, phía quốc an từng có chỉ thị rõ ràng, cự tuyệt người ngoài tới thăm, nhưng Trương Duệ Dung là cháu gái ruột của Trương Bích Quân, chắc không tính là người ngoài. Hơn nữa, người Trung Quốc chú ý nhất hai chữ nhân tình, cho tới bây giờ quốc an vẫn chưa cho người tới điều tra. Cho nên tất cả vẫn do Triệu Quốc Cường định đoạt. Triệu Quốc Cường lôi thi thể của Trương Bích Quân ra, thi thể chưa hề được động tới, thậm chí ngay cả cái mã tấu đâm chết cô ta vẫn cắm trong cổ họng của cô ta, thấy thảm trạng như vậy, Trương Duệ Dung rốt cuộc không khống chế được bi thương, kêu thảm thiết, mẹ. Sau đó thì trước mắt tối sầm ngất đi, Thường Lăng Phong sớm đã chuẩn bị vội vàng ôm lấy cô ta. Triệu Quốc Cường ra hiệu cho hắn trước tiên dẫn Trương Duệ Dung ra ngoài. Trương đại quan nhân cũng lần đầu nhìn thấy thi thể của Trương Bích Quân, hắn nhìn kỹ thi thể, lại kiểm tra cánh tay của Trương Bích Quân, bên trên còn cắm tên bắn cá của hắn, Trương Bích Quân đích xác đã chết, bởi vì do ngâm nước biển lâu, thi thể trắng bệch, người phình to, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Triệu Quốc Cường nói, nhìn đủ chưa? Trương Dương gật đầu. Triệu Quốc Cường đẩy thi thể vào lại tủ, nói khẽ, sao Trương Duệ Dung gọi cô ta là mẹ? Trương Dương nói, anh nghe lầm rồi. Triệu Quốc Cường nói, tôi không nghe lầm đâu, ngữ khí của hắn lộ ra vẻ bất mãn, mình đối đãi chân thành, nhưng thằng cha này thủy chung cứ giả bộ ngớ ngẩn với mình. Trương đại quan nhân cười nói, chuyện là như thế này, hai người bọn họ trên thực tế là mẹ con ruột, nhưng Trương Bích Quân trên lý lịch thì vẫn chưa kết hôn, đương nhiên không tiện tuyên bố ra bên ngoài, cho nên với xưng hô với cô ta là cô cháu, chuyện này không nhiều người biết, chuyện cá nhân, chắc không liên quan gì tới vụ án đâu, anh đừng có nói ra ngoài. Triệu Quốc Cường nói, tôi là loại người này ư, tôi chỉ là muốn xem anh có thẳng thắn hay không thôi. Trương Dương nói, trước mặt người chết chúng ta hay là đừng nói nhiều, đi thôi. Tôi hơi hoảng rồi. Triệu Quốc Cường nói, anh sao phải sợ, có phải có tật giật mình hay không? Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi sao phải vậy, người đâu phải do tôi giết, người tuy rằng không phải hắn trực tiếp giết chết, nhưng hắn lại mang tới tác dụng mấu chốt, nếu như không phải hắn xuất hiện kịp thời. Người bị giết khẳng định là Tang Bối Bối, Trương Đại Quan Nhân thầm than trong lòng, Trương Bích Quân à Trương Bích Quân, cô làm chuyện xấu,
hiện giờ cũng được coi là trừng phạt đúng tội, chuyện này không phải tại tôi, cho dù tôi không xuất hiện thì Nghiêm Quốc Chiêu cũng sẽ không bỏ qua cho cô, oan có đầu nợ có chủ, cô muốn báo thù thì hay là đi tìm hắn đi. Hai người ra tới bên ngoài thì nhìn thấy Thường Lăng Phong đang ôm Trương Duệ Dung hôn mê ngồi cạnh bồn hoa. Trương Dương đi tới, nói khẽ tôi giúp anh để cô ta tỉnh lại. Thường Lăng Phong lại lắc đầu, đừng, để cô ta nghỉ ngơi, từ sau khi biết tin cô mình chết, cô ta không hề chợp mắt, cô ta từ nhỏ đã được cô mình nuôi nấng, trong lòng cô ta luôn coi cô mình như mẹ ruột. Thường Lăng Phong rất bình tĩnh và khôn khéo, những lời này là để giải thích cho sự lỡ lời của Trương Duệ Dung vừa rồi. Trương Dương gật đầu, chỉ vào xe của mình, tôi đưa hai người đi nghỉ. Thường Lăng Phong cảm ơn Triệu Quốc Cường, sau đó ôm Trương Duệ Dung lên ô tô của Trương Dương dẫn bọn họ tới Kim Sắc Cảng Loan, Trương Đại Quan Nhân nghĩ vẫn rất chu đáo. Chương 2280, sát muối vào vết thương 1. Cái gọi là chu đáo không chỉ là biểu hiện ở sự chiếu cố đối với bằng hữu, Trương Đại Quan Nhân cũng mang một tâm tư, Trương Duệ Dung là con gái ruột của Trương Bích Quân. Cô ta lần này vội về chịu tang, vừa hay Tiết Thế Luân cũng tới Bắc Cảng, có điều Tiết Thế Luân lại không tới gặp Trương Bích Quân một lần cuối cùng, lấy cớ là bái tế hạng thành, Trương Dương không tin cái cớ này của Tiết Thế Luân, an bài Trương Duệ Dung vào ở Kim Sắc Cảng Loan, trong đây cũng mang tâm tư để Tiết Thế Luân và cô ta gặp mặt một lần. Xem thử phản ứng của Tiết Thế Luân. Bàn tính này của Trương Đại Quan Nhân chơi khá tinh diệu, tới Kim Sắc Cảng Loan, an bài cho bọn họ vào ở xong. Tiêu Mân Hồng cũng tới thông chi cho hắn Tiết Thế Luân đã trở lại, đang chờ hắn trong phòng. Trương Dương nói một tiếng với Thường Lăng Phong rồi lập tức đi gặp Tiết Thế Luân. Tới trước phòng tổng thống của Tiết Thế Luân, vừa hay nhìn thấy Tiết Vĩ Đồng từ bên trong đi ra, Trương Dương hô, Vĩ Đồng. Tiết Vĩ Đồng nói khẽ với Trương Dương, cha em tâm tình không tốt, anh khơi thông cho ông ấy một chút. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, anh e là hữu tâm vô lực. Đi vào trong phòng. Nhìn thấy Tiết Thế Luân đang ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một album ảnh, lẳng lặng lật xem. Nhận thấy Trương Dương tiến vào, Tiết Thế Luân khép album lại, ngẩng đầu, khóe môi miễn cưỡng lộ ra nụ cười, tới rồi à. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, tới từ lâu rồi. Tiết Thế Luân nhìn thoáng qua cái ghế đối diện, ra hiệu cho ra hiệu ngồi xuống, nói khẽ, vừa rồi tôi và đồng đồng đi bái hạng đại ca. Trương Dương nói, nghe nói y được chôn ở núi Lan Bình, tôi còn chưa kịp đi. Tiết Thế Luân lạnh lùng, loại chuyện bái này, không có giao tình gì thì không cần, đi, tử vong là thứ chân thật nhất trên thế giới này, người đã chết rồi, cũng không cần để ý tới nhân tình thế thái gì nữa cả. Tiết Thế Luân đối với chuyện này nhìn rất thấu, biết Trương Dương chỉ nói những lời xã giao vậy thôi, đơn giản là nể mặt mình. Trương Dương nói, bí thư hạng dù sao cũng từng là lãnh đạo của tôi tới bái cũng là chuyện thường tình. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, người chết nhập thổ vi an. Người còn sống tới bái, có lẽ là thật lòng hoài niệm, nhưng mục đích tới của đa số người đơn giản là để tìm kiếm sự an ủi trong tâm lý. Người đã chết rồi, tội gì phải tới trước mộ phần của hắn đòi lấy chút thỏa mãn trên tâm lý chứ? Thế đối với người chết cũng không công bình. Trương Đại Quan Nhân bị hắn nói cho ra mặt có chút nóng lên. Tiết Thế Luân lại nói, Trương Dương, cậu đừng để ý, tôi nói vậy cũng không phải là nhằm vào cậu. Trương Dương nói, chú Tiết, thật ra những lời chú nói rất có đạo lý. Tiết Thế Luân nói, tôi nói này, cậu sao không phải nói bản thân tôi, Tiết gia chúng tôi thật sự nợ anh ta nhiều lắm. Y lại mở album ảnh trong tay, trên album là một tấm ảnh chụp chung, Tiết lão đứng ở giữa, y và Hạng Thành phân biệt đứng hai bên. Trương Dương ghé tới nhìn, khi đó Tiết Thế Luân và Hạng Thành đều còn rất trẻ tuổi. Tiết Thế Luân nói, tấm ảnh chụp vào năm 77 ở Kinh Thành, lão gia tử vừa mới được sửa lại án xử sai, vẫn chưa trở lại cương vị công tác. Tôi và Hạng đại ca vẫn chưa thân như bây giờ, nếu như không có anh ta thì Tiết gia chúng tôi tuyệt không có ngày hôm nay. Trương Dương nói, bí thư Hạng là tự sát, hắn giáp tâm cường điệu chuyện này. Tiết Thế Luân gật đầu, anh ta là người tốt, không phải tham quan như bên ngoài nói, người đã chết, anh ta không thể ngồi dậy mà cãi lại, nhưng tôi có quyền duy hộ sự tôn nghiêm của anh ta, tôi không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ anh ta. Trương Dương nói, người đã chết rồi, bất kỳ chuyện gì đều không sao cả. Về phần cái gọi là thị phi thiện ác, tự sẽ có người bình luận. Hắn cũng không cho rằng Hạng Thành là người tốt, nhưng lời vừa rồi của Tiết Thế Luân rõ ràng có ý giải vây cho Hạng Thành, cái này cũng khó trách, người ta đứng trên lập trường bất đồng, tất nhiên tiêu chuẩn phán đoán cũng bất đồng. Trong mắt Trương Dương, nếu như Tiết Thế Luân thực sự là kẻ chủ mưu sau lưng, như vậy trong cái chết của Hạng Thành, hắn không thoát khỏi liên quan,
hiện tại vẻ yêu thương biểu hiện ra chỉ là một loại làm bộ làm tịch, nếu như hắn thực sự quan tâm tới Hạng Thành, coi y như anh trai ruột thì sẽ không khi vấn đề vừa phát sinh đã ngay lập tức đẩy y đi, ném đi như chiếc giày cũ. Huống chi lần này Thiết Thế Luân tới Bắc Cảng không phải là vì Hạng Thành, chắc là vì Trương Bích Quân, trong mắt Trương Dương Thiết Thế Luân đúng là hư ngụy. Thiết Thế Luân nói, tôi nghe nói cậu có bằng hữu ở trong khách sạn này. Trương Dương gật đầu, Trương Duệ Dung, cô ta vừa mới từ Anh Quốc trở về, cô của cô ta, Trương Bích Quân vừa bất ngờ bỏ mình. Trương Đại Quan Nhân khi nói những lời này chú ý quan sát vẻ mặt của Thiết Thế Luân, liền thấy vẻ mặt của Thiết Thế Luân thản nhiên như không, trong lòng không khỏi thầm bội phục định lực của hắn. Thiết Thế Luân nhìn quen sóng gió rồi, trước khi hắn hỏi Trương Dương câu đố thật ra đã biết khách nhân Trương Dương an bài vào ở Kim Sắc Cảng Loan là ai, mục đích Trương Dương nói những lời này, đương nhiên cũng không qua mắt được hắn. Thiết Thế Luân thầm nghĩ trong lòng, Trương Dương à Trương Dương, thằng nhóc cậu trước mặt tôi nhắc tới chuyện của Trương Bích Quân, căn bản là giáp tâm cố ý, chẳng lẽ cậu đã biết quan hệ của tôi và cô ta ư? Thiết Thế Luân sau khi nghe thấy Trương Bích Quân chết vào tay Tang Bối Bối, liền tin chắc chuyện này cũng liên quan tới Trương Dương, chuyện Trương Dương liên thủ với Tang Bối Bối đối phó Trương Bích Quân, hắn đã sớm biết từ lâu rồi, chỉ là hắn chưa bao giờ Trương Bích Quân lại chết trong tay đám hậu bối trẻ tuổi. Người ta rất nhiều lúc phải chôn chặt đau khổ và cừu hận trong lòng, tuy rằng Thiết Thế Luân trong lòng rất bi phẫn, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không thể để lộ ra, cho tới bây giờ hắn cũng không tin tức Tang Bối Bối Trương Bích Quân. Trương Bích Quân sở dĩ tới Bắc Cảng, mục đích là để diệt khẩu Tang Bối Bối. Người thúc đẩy chuyện này là Nghiêm Quốc Chiêu, chuyện này cũng có liên quan tới An Đạt Văn, hiện giờ hai người này hoàn toàn không có tin tức, Thiết Thế Luân cho rằng chuyện này chắc chắn có nội tình. Trương Dương nếu dùng tin tức tử vong của Trương Bích Quân để thử mình, chứng minh hắn cũng rất có thể đã biết quan hệ của mình với Trương Bích Quân. Thiết Thế Luân nói khẽ Trương Bích Quân ư, tôi và cô ta cũng được tính là bạn bè cũ, sao? Cô ta đã xảy ra chuyện à? Cũng chỉ có vào những lúc như thế này, Thiết Thế Luân mới lộ ra một chút kinh ngạc và yêu thương. Trương Dương gật đầu, ở hải vực gần Bạch Đảo xảy ra một vụ một hồi, một chiếc du thuyền bị đắm, ở hiện trường phát hiện không ít thi thể. Trong đó có một cái chính là của Trương Bích Quân, cảnh sát đã xác nhận thân phận của cô ta, trước mắt thi thể đang do cảnh sát Bắc Cảng tạm thời giám thị. Tôi vừa rồi cùng Trương Duệ Dung đi nhìn di dung của Trương Bích Quân, thật là rất thảm, cả người đều căng phòng lên. Trương Đại Quan Nhân nói tới đây thì tạm dừng một chút, trùng hợp nhìn thấy khóe mắt Thiết Thế Luân run run. Một châm này quả nhiên đâm đúng vào chỗ đau của Thiết Thế Luân, Thiết Thế Luân thở dài, mấy năm nay bằng hữu bên cạnh từng người ra đi, nghĩ đến thấy thật thê lương. Thật ra tôi cũng muốn đi gặp mặt cô ta lần cuối. Thật ra loại hành vi sát muối lên vết thương này của Trương Đại Quan Nhân quả thực rất thất đức, nhưng hắn trong bất chi bất giác đã liệt Thiết Thế Luân vào phương đối lập, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, Trương Đại Quan Nhân vẫn chưa ngu muội tới mức như vậy. Vẻ bi thương Thiết Thế Luân lộ ra lúc này không phải là ngụy trang, hắn từ đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cô độc, loại cảm giác này hắn năm đó từng có rồi. Đó là khi hắn bị ép phải rời khỏi Trung Quốc, hắn cảm thấy mình đột nhiên bị thế giới này vứt bỏ, loại cảm giác bàng hoàng và bất lực này khiến hắn vô cùng đau khổ, Thiết Thế Luân không muốn lại cho người thanh niên này cơ hội để tiếp tục kích thích mình, tuy rằng hắn đã nhìn thấu dụng tâm và mục đích của Trương Dương, nhưng nội tâm cường đại của hắn vẫn có nhược điểm. Là người thì sẽ có tình cảm, đối với Trương Bích Quân hắn thủy chung ôm một phần chân tình, tuy rằng phần tình cảm này không đủ để khiến hắn hy sinh tất cả, nhưng trong đó quả thực có bộ phận chân thành. Thiết Thế Luân nói khẽ Trương Dương, dẫn tôi đi gặp Duệ Dung. Thiết Thế Luân vẫn nhớ rõ, tên của Duệ Dung là do hắn đặt, đây là con gái của hắn và Trương Bích Quân. Hiện giờ Trương Duệ Dung vẫn đang mê man, Thường Lăng Phong thậm chí muốn kéo dài loại trạng thái này lâu một chút, chỉ có như vậy Trương Duệ Dung mới có thể tránh được sự bi thương vì mất người thân. Thiết Thế Luân đứng cạnh giường một lát rồi không nói gì, bỏ đi. Trương Dương nhớ tới buổi tối thị lý còn mở tiệc chiêu đãi Triệu Vĩnh Phúc. Cũng cáo từ Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong đưa hắn ra ngoài cửa, rồi nói khẽ Trương Dương, lát nữa gặp đại ca của tôi thì nói với hắn một tiếng, tôi hôm nay không đi gặp hắn. Trương Dương mỉm cười nói, được, anh an tâm chăm sóc cho Trương Duệ Dung, bên kia tôi sẽ giúp anh giải thích. Chương 2281, sát muối vào vết thương 2. Thường Lăng Phong gật đầu nói, tôi chắc sẽ ở Bắc Cảng thêm một đoạn thời gian, chúng ta sẽ còn có cơ hội nói chuyện phiếm. Trương Dương vỗ vai hắn, nói anh cũng phải chú ý tới sức khỏe. Nhiều hơn, Trương Dương tới thị chính phủ Nhất Chiêu, nhìn thấy thị trưởng Liêu Bác Sinh đến,
Liêu Bác Sinh nhìn thấy Trương Dương thì cười cười vẫy vẫy tay với hắn, Trương Dương, cậu tới rồi à? Trương Đại Quan Nhân cười nói, không ngờ thị trưởng Liêu còn đến trước tôi một bước. Liêu Bác Sinh nói, tối nay chúng ta làm chủ, đương nhiên phải tới trước một chút, cũng để an bài cho thỏa đáng. Trương Dương nói, có gì muốn tôi làm thì cứ phân phó. Liêu Bác Sinh nói, anh buổi tối tiếp khách uống rượu là được. Trương Đại Quan Nhân trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ Triệu Vĩnh Phúc chưa chắc đã muốn gặp mình, cho tới bây giờ Triệu Vĩnh Phúc vẫn đổ lỗi nguyên nhân cái chết của con trai hắn Triệu Quốc Lương lên người mình, vẫn một mực ghi hận mình, hôm nay nếu như không phải là Thường Lăng không đặc biệt dặn dò mình phải tham dự tiệc tối, mình khẳng định sẽ lựa chọn lảng tránh. Đang nói chuyện thì bí thư thị ủy Thường Lăng không tới, đi cùng hắn tới còn có phó thị trưởng Tông Giã, hiện tại Tông Giã phụ trách công tác chiêu thương và buôn bán bên ngoài của Bắc Cảng, là một trong những cán bộ được trọng dụng sau khi Thường Lăng không đến nhận chức. Thường Lăng không nhìn thấy Trương Dương thì mỉm cười nói, Trương Dương, hôm nay biểu hiện không tồi. Trương Dương nói, tôi trước giờ vẫn biểu hiện không tồi mà. Mấy người đều bật cười, Trương Dương tới bên cạnh của Thường Lăng không rồi nói khẽ, Lăng Phong đã tới Bắc Cảng, đi cùng Trương Duệ Dung. Thường Lăng không khỏi oán giận, thằng ôn này, có vợ rồi là quên cả anh, không ngờ ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho tôi. Trương Dương nói, hắn lần này không phải về thăm người thân mà là vội về chịu tang, cô của Trương Duệ Dung đã chết, chính là lúc cần hắn bên cạnh nhất, cho nên hắn bảo tôi trước tiên báo với ngài một tiếng, chờ xong việc rồi sẽ chủ động đăng môn bồi tội. Thường Lăng không cười nói, nào có nghiêm trọng như vậy, nếu Duệ Dung trong nhà có tang sự, thôi thì cũng lo cho bên đó trước, đúng rồi, là ai đã qua đời. Tôi là đại ca cũng nên tới gửi vòng hoa. Trương Dương nói khẽ, người phụ trách cục 10 quốc an Trương Bích Quân. Thường Lăng không nghe vậy TH sắc mặt khẽ biến, hắn tuy rằng cũng không rõ lắm về sự vụ nội bộ của quốc an, nhưng nghe thấy thân phận của Trương Bích Quân thì cũng có chút rung động, cho tới bây giờ hắn cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức gì. Cái này cũng khó trách, một là phía quốc an đã đặc biệt dặn dò Triệu Quốc Cường, bảo họ giữ nghiêm bí mật chuyện Trương Bích Quân ngộ hại, thứ hai Thường Lăng không gần đây thật sự bận quá, không thể chiếu cố tới mọi chuyện. Thường Lăng không vốn định hỏi tường tận, nhưng lúc này lão tổng Triệu Vĩnh Phúc của tập đoàn sắt thép Thái Hồng và con trai Triệu Quốc Cường tới. Thường Lăng không xuất lĩnh mọi người đi tới nghênh đón, có cấp bậc Triệu Vĩnh Phúc đã được hưởng thụ đãi ngộ của cấp phó tỉnh, cho nên Thường Lăng không cũng không chịu thiệt. Triệu Vĩnh Phúc xuống xe, nhìn thấy phía thành phố Bắc Cảng bày ra trận trường lớn như vậy, trên mặt cũng cảm thấy vinh quang, bất kỳ ai đều cần sự tôn trọng từ người khác, bí thư, thị trưởng thị ủy Bắc Cảng tất cả xuất động. Hơn nữa xếp thành hàng đón chào trước cửa nhà ăn, người ta nể mặt mình như vậy đó, trên đường tới Triệu Quốc Cường đã nói với cha tin tức Trương Dương sẽ xuất hiện tại tiệc tối, cho nên Triệu Vĩnh Phúc không hề cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng dưới đáy lòng hắn vẫn không thích Trương Dương. Trước mặt nhiều người như vậy, Triệu Vĩnh Phúc vẫn biểu hiện ra vẻ phong độ. Triệu Vĩnh Phúc nhất bắt tay với bọn họ, khi bắt tay Thường Lăng không, Triệu Vĩnh Phúc nói, bí thư Thường, chúng ta lão bằng hữu. Anh bày ra trận trượng lớn như vậy, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Thường Lăng không cười nói, người Trung Quốc chúng ta chú ý lễ trọng một chút cũng không ai trách, Triệu Tổng là lão bằng hữu của chúng tôi, Quốc Cường Thường ủy Bắc Cảng, chúng ta có thể nói là thân càng thêm thân, ngài đến chính là về nhà mình. Triệu Vĩnh Phúc nói, không sai, đến đây thật là thân thiết. Khi bắt tay tới Trương Dương, hắn cười vỗ mu bàn tay Trương Dương. Lần trước chúng ta thiếu chút nữa đã thành hàng xóm, đáng tiếc cậu không chịu nhường khu đất của góc thương ra cho tôi. Trương Dương cười nói, Triệu Tổng, chuyện đó thực sự không phải là tại tôi, toàn là đồng chí Hạng Thành quyết định, một cán bộ nhỏ của Tân Hải như tôi, chuyện gì cũng phải nghe theo lãnh đạo. Thằng cha này cũng đủ xấu, dù sao Hạng Thành cũng đã chết rồi, có trách nhiệm gì thì cứ đổi lên người y thôi. Triệu Vĩnh Phúc tất nhiên là sẽ không tính toán gì với hắn, mỉm cười, cùng Thường Lăng không đi vào nhà ăn. Sau khi tiệc tối bắt đầu, Thường Lăng không trước tiên nâng cốc chúc mừng, hắn nâng chén nói, hôm nay Triệu Tổng đến Bắc Cảng, tuy rằng mục đích của Triệu Tổng là để thăm con trai mình, thuần túy là việc tư, nhưng tôi vẫn lợi dụng quyền lực một lần, lệnh cho đồng chí Quốc Cường một nhiệm vụ chính, nhất định phải mời Triệu Tổng đến tới ăn bữa cơm, một là ôn lại tình cũ, hai là cần Triệu Tổng dùng góc độ của người bàng quan bình phán một chút về hiện trạng của Bắc Cảng, bắt mạch cho Bắc Cảng chúng ta. Xem Bắc Cảng có chỗ nào không đủ. Để chúng ta kịp thời sửa chữa, nào, chúng ta nâng ly, hoan nghênh Triệu Tổng tới Bắc Cảng. Mọi người cùng nhau hưởng ứng, uống chén này, Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười cầm chén rượu lên nói, tới mà không lại là phi lễ, mọi người kính tôi một chén rượu,
tôi cũng phải kính lại, cảm ơn sự nhiệt tình của các vị đồng chí lãnh đạo Bắc Cảng, Bí Thư Thường nói đúng, tôi lần này tới Bắc Cảng thuần túy là vì việc tư, tôi là đến xem thằng con cả của tôi, chén này tôi muốn cảm tạ sự nhiệt tình của mọi người, cũng cảm tạ sự tài bồi của mấy vị lãnh đạo thành phố đối với Quốc Cường. Mọi người khách khí một phen, mấy chén rượu vào bụng, không khí trở nên nhiệt liệt hơn. Thường Lăng không nói, Triệu Tổng, chúng ta quen nhau cũng không ít năm rồi, tính tình của tôi ngài chắc cũng rõ, trước giờ đều là có gì nói đấy, không thích quanh co lòng vòng, thật ra tôi còn có một việc muốn thương lượng với ngài. Triệu Vĩnh Phúc nói, trước khi tới đây, tôi đã cân nhắc một thời gian rồi, bữa cơm này tuyệt đối không thể ăn không được, anh nếu nói ra yêu cầu gì, tôi nên ứng đối như thế nào thì đã nghĩ kỹ rồi, tôi nếu không làm được thì về sau cùng lắm thì mời lại mọi người một bữa. Triệu Vĩnh Phúc đa mưu túc trí. Hắn đã sớm nhìn phá mục đích chân chính Thường Lăng không mở tiệc chiêu đãi mình, cho nên trước tiên đã ném ra đường lui. Thường Lăng không cười ha ha, nói, vậy thì tôi xin nói rõ nhé, Thái Hồng lúc trước đã khảo sát một đoạn thời gian ở Bắc Cảng, về sau lại bởi vì khu đất Thái Hồng nhìn chúng mâu thuẫn với khu bảo lưu thuế nhập khẩu, cho nên cuối cùng chuyện thiết lập phân nhà máy không giải quyết được gì, bởi vì lúc ấy tôi vẫn chưa tới Bắc Cảng phụ trách công tác bên này, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi luôn cảm thấy. Rất nhiều chuyện có thể biến báo, Bắc Cảng có điều kiện địa lý độc đái, Thái Hồng xây phân nhà máy ở đây tuyển là hợp lý. Lúc trước bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thành công, đích xác là một tiếc nuối lớn, tôi cho rằng nếu như Thái Hồng và Bắc Cảng có thể hợp tác thì khẳng định là kết quả song thắng. Triệu Vĩnh Phúc nói, có một số việc là phải dựa vào duyên phận, lúc trước Thái Hồng và Bắc Cảng có thể nói là vạn sự sẵn sàng, đáng tiếc cuối cùng. Hắn ý vị thâm trường nhìn Trương Dương một cái rồi nói, Trương Dương cuối cùng không chịu cho chúng tôi mượn gió đông. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha, sau đó thằng cha này cầm chén rượu lên tới trước mặt Triệu Vĩnh Phúc, chủ động đưa chén rượu cho Triệu Vĩnh Phúc, Triệu Tổng, tôi và Quốc Cường là bạn tốt, về mặt quan chức thì tôi nên gọi ngài là Triệu Tổng, còn về tư thì tôi nên gọi ngài một tiếng chú Triệu. Thằng ôn này giả vờ nhún mình, đây chính là chỗ cao minh của hắn. Triệu Vĩnh Phúc rõ ràng đang hướng họng súng về phía hắn, Trương Đại Quan Nhân lấy nhu thắng cương, một đoàn khỏa khí không cho ông có chỗ phát lực. Trương Dương biểu hiện ra tư thái như vậy, Triệu Vĩnh Phúc đương nhiên không thể không biểu hiện anh vẻ độ lượng, hắn mỉm cười nói, vậy cũng đúng, tôi cũng không ngờ cậu và Quốc Cường trở thành bằng hữu, dù sao tính cách của hai người cũng quá tương phản. Triệu Vĩnh Phúc bỏ thêm hậu tố ở phía sau, thật ra khiến hắn không ngờ cũng không phải là nguyên nhân này. Triệu Quốc Cường ngồi ở bên cạnh. Mặt có chút nóng lên, những lời này của cha rõ ràng mang thành phần đang trách mình, hắn minh bạch vì sao cha lại nói như vậy, cho tới bây giờ cha vẫn muốn quy kết cái chết của em trai lên người Trương Dương, mình và Trương Dương kết giao khiến cha cảm thấy rất bất mãn cũng là bình thường. Trương Dương cùng Triệu Vĩnh Phúc uống chén này, sau đó thì lại rót đầy cho hắn, cười nói, Triệu Tổng, lần trước chuyện Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng, giữa chúng ta quả thực đã phát sinh một số mâu thuẫn, đương nhiên những mâu thuẫn này đều là vì việc công. Không liên can tới tình cảm cá nhân, chuyện đã trôi qua rồi, quay đầu nhìn lại, tôi cho rằng lúc trước sở dĩ không hợp tác thành công, trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở tôi hiện tại đại biểu Tân Hải chính thức đề xuất lời mời tới Triệu Tổng. Ngài không ngại thì đến Tân Hải khảo sát thêm một lần, cảnh nội Tân Hải nhất định có địa phương thích hợp để xây dựng nhà xưởng. Chương 2282, sát muối vào vết thương 3. Bên trong ánh mắt của Thường Lăng không lộ ra vẻ thưởng thức, Trương Dương quả thực có chút tài năng. Ngoài mặt thì hạ thấp tư thái, kỳ thực đang thận trọng, nắm giữ quyền chủ động trong tay hắn, đã nói tới nước này, Triệu Vĩnh Phúc cũng không tiện nhằm vào chuyện quá khứ mà nói cái gì nữa. Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nói, Trương Dương, lời này có chút khách khí rồi, cậu là bí thư thị ủy Tân Hải, đương nhiên phải đặt lợi ích Tân Hải lên đầu tiên, tôi thân là lãnh đạo Thái Hồng, tôi đồng dạng cũng phải đại biểu cho lợi ích của Thái Hồng. Chúng ta trước đây sở dĩ sinh ra mâu thuẫn là vì chúng ta đều tranh thủ lợi ích cho đoàn thể mà mình đại biểu. Chứ không phải chúng ta có ân oán cá nhân, trong mắt tôi cậu cũng chẳng khác gì con mình, lời mời của cậu tôi sẽ cân nhắc thận trọng. Thường Lăng không cười nói, mọi người đều là một lòng vì việc công, đóng cửa lại chính là người một nhà, nào, tôi uống một chén với hai người. Không khí tiệc tối khá hòa hợp, rượu uống chưa đủ đô, Triệu Vĩnh Phúc thậm chí kéo Trương Dương tới bên cạnh mình hỏi tình hình gần đây của vợ chồng Văn Quốc Quyền, biểu hiện rất giống như một trưởng giả khoan hậu. Sau khi tiệc tối chấm dứt, Triệu Vĩnh Phúc ở lại chính phủ Nhất Chiêu, Triệu Quốc Cường cùng cha trở lại phòng, Triệu Vĩnh Phúc vốn mặt mày tươi cười đột nhiên trở nên lạnh tanh, hắn đi vào phòng tắm. Triệu Quốc Cường ngồi trong phòng, nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, trong lòng rất không yên,
giữa cha con rất nhiều chuyện đều là ngầm hiểu, cha tuy rằng buổi tối biểu hiện ra vẻ vô cùng rộng lượng, nhưng không có nghĩa là cha đã buông bỏ sự cừu thị đối với Trương Dương, bữa ăn tối nay chỉ sợ đã khiến cho hắn không vui. Triệu Vĩnh Phúc mặc áo tá trở lại trong phòng, nhìn thấy con trai đã pha sẵn trà cho mình, hắn thích nhất Kim Tuấn Mi, Triệu Vĩnh Phúc ngồi xuống sofa, cầm thuốc lá trên bàn trà, Triệu Quốc Cường vội vàng đi lên châm lửa cho cha. Triệu Vĩnh Phúc rít một hơi thuốc rồi nói, con ngồi đi. Triệu Quốc Cường kéo ghế ngồi xuống đối diện cha, đầu, bộ dạng sợ hãi, đừng nhìn hắn bên ngoài thì là cục trưởng công an Bắc Cảng uy phong lẫm lẫm, nhưng trước mặt cha, hắn thủy chung là một thằng bé. Triệu Vĩnh Phúc nói, chuyện đêm nay là Thường Lăng không bảo con an bài à? Triệu Quốc Cường gật đầu, cha, thị lý biết chuyện phân nhà máy Thái Hồng vẫn chưa chọn được nơi thích hợp, cho nên muốn mở lại chuyện này, hy vọng cha có thể một lần nữa cân nhắc khả năng xây nhà máy ở Bắc Cảng. Triệu Vĩnh Phúc gạt thuốc, nói con thấy sao? Triệu Quốc Cường nói, cha, thật ra điều kiện các mặt của Bắc Cảng rất thích hợp với yêu cầu của Thái Hồng, hơn nữa bí thư Thường đáp ứng. Nếu như Thái Hồng có thể xây nhà máy ở Bắc Cảng, sẽ cho điều kiện và chính sách ưu đãi nhất. Triệu Vĩnh Phúc lạnh lùng cười nói, không có gì mới cả, trước đây Hạng Thành cũng nói như vậy. Triệu Quốc Cường nói, cha, bí thư Thường nói, chuyện này vẫn là để giải quyết việc chung, đừng nghĩ tới vấn đề tình cảm cá nhân. Nếu như cha không hài lòng với hiện trạng của Bắc Cảng, đừng cố kỵ bất kỳ nhân tố nhân tình nào. Triệu Vĩnh Phúc nói, con và Trương Dương đã thực sự trở thành bằng hữu à? Triệu Quốc Cường nói, cha, con biết cha nghĩ gì, nhưng con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cái chết của Quốc Lương tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Triệu Vĩnh Phúc chau mày, mỗi khi nhắc tới chuyện của thằng con nhỏ, nội tâm hắn sẽ đau như dao cắt, sâu trong lòng hắn vẫn thiên vị con trai nhỏ nhiều hơn một chút, đây không phải bởi vì hắn bất công, mà là đứa con cả Quốc Cường này tuổi trẻ mà thành thạo, làm việc trầm ổn khiến hắn rất yên tâm. Nhưng Quốc Cường cũng không giỏi ăn nói, không lấy được lòng mình như thằng con nhỏ Quốc Lương, hơn nữa thằng con nhỏ là kỳ tài buôn bán, Triệu Vĩnh Phúc vẫn luôn coi hắn là người nối nghiệp của mình. Triệu Quốc Cường cũng biết cái chết của em trai là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng cha, cho nên hắn rất ít chủ động nhắc tới, đa số thời gian đều lảng tránh đề tài này, nhưng có một số vấn đề chung quy vẫn phải đối mặt. Triệu Quốc Cường nói, cha, con biết cha không muốn nhắc tới chuyện này, cái chết của Quốc Lương khiến trong lòng cha cho tới bây giờ vẫn nhỏ máu, con cũng vậy thôi, con chỉ có một đứa em trai, con cũng rất thương nó. Triệu Vĩnh Phúc nói, cha tin con cũng yêu nó, nhưng cha không thể lý giải con vì sao còn có thể nâng cốc ngôn hoan, tương giao tâm đầu ý hợp với Trương Dương, chẳng lẽ con thực sự cho rằng, cái chết của Quốc Lương không liên can tới hắn ư? Triệu Quốc Cường gật đầu, ánh mắt của hắn dũng cảm mà kiên định, nói thẳng chuyện này trước mặt cha cần dũng khí cực lớn, cho tới nay hắn cũng không biện giải cho Trương Dương, nhưng hắn cho rằng, hiện tại là nên làm sáng tỏ chuyện này. Triệu Vĩnh Phúc khó hiểu nhìn con trai. Trong ánh mắt hắn có vẻ phẫn nộ và thất vọng, hắn nắm chặt tay, giống như một con sư tùy thời đều sẽ phát động công kích, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn khống chế được tình tự của mình. Triệu Vĩnh Phúc nói, con ra ngoài đi. Triệu Quốc Cường nói, cha bình tĩnh một chút, cho con một cơ hội để nói chuyện. Triệu Vĩnh Phúc lắc đầu, cút, hắn cầm chén trà trong tay hung hăng ném đi, trong tiếng vỡ vụn của mảnh sứ, Triệu Vĩnh Phúc đứng lên chắp tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ. Để lại cho con trai một bóng dáng quật cường mà cao ngất. Triệu Quốc Cường nói, Trương Dương không sát hại Quốc Lương, vụ án đó căn bản là có người giá họa cho hắn. Triệu Vĩnh Phúc bất phi sở động, ánh mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhưng tâm tình của hắn lại giống như mặt biển nổi sóng, hắn cảm thấy mình đã sắp bùng nổ, hắn thề nếu như con trai còn dám biện hộ cho Trương Dương, hắn sẽ không lưu lại tình cảm gì cả, sẽ giáo huấn hắn giống trước đây. Triệu Quốc Cường nói, cha có từng nghĩ tới cái chết của Quốc Lương có nguyên nhân khác không, chỉ là lúc ấy Trương Dương vừa hay phát sinh mâu thuẫn với Quốc Lương, cho nên hung phạm đó nhân cơ hội giá họa cho hắn. Đủ rồi, Triệu Vĩnh Phúc giận dữ hét, hắn xoay người lại bước về phía con trai. Triệu Quốc Cường thản nhiên nhìn cha, mấy năm nay con đã điều tra rồi, Quốc Lương quả thực không hề thiếu cửu nhân, nó còn trẻ hết sức lông bông, tự cao tự đại, đắc tội với rất nhiều người, con đã điều tra tất cả kẻ thù của nó. Nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ một ai giết hắn hiểm nghi giết nó, cho nên con bắt đầu điều tra cha. Triệu Vĩnh Phúc vẫn đi tới trước mặt con trai, hắn đã giơ tay lên, nhưng khi hắn nghe thấy những lời này của con trai thì tay lại bất giác khựng giữa không trung. Triệu Quốc Cường nói, con là cảnh sát, tri thức nghề nghiệp của con nói cho con biết, bất kỳ vụ án giết người nào phát sinh cũng đều phải có động cơ, cha luôn giữ nguyên tắc làm người dĩ hòa vi quý, nhưng con phát hiện một chuyện bất thường.
Tiết Thế Luân từng là bằng hữu tốt nhất của cha, nhưng hiện tại hai người lại như người lạ, con chưa bao giờ nghe cha đề cập tới y, hắn về nước lâu như vậy rồi cũng chưa bao giờ tới bái phỏng cha, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc điều gì đã khiến tình bạn của hai người trở thành lạnh nhạt như vậy? Mắt Triệu Vĩnh Phúc đã phủ đầy tơ máu, hắn nói khẽ, cái này không liên quan tới con. Triệu Quốc Cường nói, Bắc Cảng trước đây đã xảy ra một hồi bão tố chính trị, bí thư thị ủy Hạng Thành tự sát, mà Hạng Thành trước khi chết đã hại chết phó bí thư thị ủy Cung Kỳ Vĩ, trong cùng một ngày cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công bị giết ở Đông Giang. Triệu Vĩnh Phúc nhìn con trai, ánh mắt hắn đã không còn phẫn nộ như vừa rồi. Chương 2283, tóm rách mặt mỹ nhân 1. Triệu Quốc Cường nói, Bắc Cảng tồn tại một mạng lưới buôn lậu cực lớn, trước khi chúng con sắp kéo cái lưới này lên thì tên độc thủ phía sau màn đã chặt đứt manh mối, dứt khoát thanh trừ mấy nhân vật mấu chốt, khiến tất cả một lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Triệu Vĩnh Phúc nói khẽ, cái đó và thì có liên quan gì tới cha? Giọng nói của hắn đã quay về với lý trí. Triệu Quốc Cường nói, con và Trương Dương đã phân tích rất nhiều lần, có một lần Trương Dương nói trong hiện thực liệu có xuất hiện một bá tước Monte Cristo hay không? Một người ra đi nhiều năm, nhưng hắn thủy chung không thể quên được cừu hận trong lòng, vì thế hắn sau khi công thành danh toại thì một lần nữa trở về cố thổ, tìm kiếm cừu nhân của hắn ngày xưa, trả thù từng người một. Sắc mặt Triệu Vĩnh Phúc đã thay đổi, hắn nói khẽ, trong đầu các con rốt cuộc đang nghĩ linh tinh gì vậy? Triệu Quốc Cường nói, cha chắc từng nghe nói chuyện con gái của bí thư Cố Doãn Chi, Cố Giai Đồng ở sông Niagara gặp chuyện không may, rất nhiều người cho rằng là một hồi sự cố ngẫu nhiên xảy ra. Nhưng Trương Dương thì không cho rằng như vậy, bởi vì lúc ấy có người gọi điện thoại uy hiếp hắn, chắc là mưu sát. Triệu Vĩnh Phúc nói càng không có giới hạn, chuyện của Cố Giai Đồng và em trai con có liên quan gì tới nhau. Triệu Quốc Cường nói, nếu như cái chết của Cố Giai Đồng là vì mưu sát, ngoài mặt thì là báo thù Trương Dương, nhưng trên thực tế thì sao? Trương Dương nếu như chỉ là một cái cớ, như vậy độc thủ phía sau màn vừa hay lợi dụng cái cớ này để che giấu mục tiêu chân chính mà hắn muốn nhằm vào. Triệu Vĩnh Phúc lại nắm chặt quyền đầu. Triệu Quốc Cường nói, cha có biết năm đó bí thư Cố và Tiết Thế Luân từng cộng sự với nhau hay không? Triệu Vĩnh Phúc trở lại sofa rồi ngồi xuống, hắn day day màu, một hồi lâu mới, chuyện rất nhiều năm trước rồi. Triệu Quốc Cường nói, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vĩnh Phúc nói, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cha cũng không rõ lắm, cha chỉ nghe nói Tiết Thế Luân phạm sai lầm. Cố Doãn Chi đem chuyện của hắn nói với Tiết Lão trong mắt không thể có bất kỳ hạt cát nào, bức bách Tiết Thế Luân rời khỏi Sĩ Đồ, đại khái là chuyện này đã dẫn tới mâu thuẫn giữa bọn họ. Nói tới đây Triệu Vĩnh Phúc tạm dừng một chút, nhìn con trai rồi nói, con là nói Tiết Thế Luân vì trả thù Cố Doãn Chi cho nên hắn ra tay hại chết Cố Giai Đồng. Triệu Quốc Cường nói, chỉ là tồn tại khả năng như vậy, trước khi chưa có chứng cớ thì con không thể nói lung tung. Cha có thể nói cho con biết giữa cha và Tiết Thế Luân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Là điều gì đã khiến hai người từ bằng hữu biến thành người lạ? Lắc đầu, nói khẽ, giữa cha và hắn không có cửu oán gì cả, chỉ là ý kiến bất đồng, nhân sinh quan bất đồng mà thôi, Quốc Cường, con đừng làm rối rắm chuyện này thêm nữa. Đừng để người khác dẫn đi sai đường. Triệu Quốc Cường nói, cha, chuyện này con sẽ điều tra rõ, con thề, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Quốc Lương. Triệu Vĩnh Phúc nhìn con trai, trong nhất thời trong lòng rối bời, hắn giơ tay lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai con trai, vô lực nói, Quốc Cường, con đi ngủ đi, cha hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Triệu Quốc Cường gật đầu, cha, nghỉ ngơi sớm một chút. Triệu Quốc Cường trước khi rời đi thì bảo nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ mảnh sứ vỡ trong phòng. Triệu Vĩnh Phúc khi con trai đi rồi thì lại lâm vào trầm mặc, trong phòng không bật đèn, chỉ có đốm lửa thuốc lá lập lòe. Những lời nói vừa rồi của con trai khiến cho Triệu Vĩnh Phúc chấn động không nhỏ. Hắn không thể không thừa nhận loại giả thiết này tồn tại khả năng nhất định, nếu như tất cả đều là Tiết Thế Luân làm. Hắn sẽ bất chấp tất cả mọi giá liều chết với Tiết Thế Luân. Tiêu Quốc Thành cầm rượu vang, nhắm hai mắt lại, lặng lặng nghe Schubert, buổi đêm nghe nhạc này, lại cùng với rượu vang thuần mỹ, sự thích ý khiến người không cách nào hình dung được. Âm nhạc, rượu vang cũng có thể khiến cho thần kinh người ta thả lỏng. Đây chính là mục đích của Tiêu Quốc Thành, hắn cảm thấy mình cả đời này sống rất vất vả, nửa đời người phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng, bôn ba vì cuộc sống, đến khi hắn có thể thực sự trầm tĩnh lại, hưởng thụ cuộc sống thì phát hiện bất kể phương thức nào cũng không thể giúp mình thực sự chính,
cho dù có rượu ngon, có âm nhạc, hắn vẫn không thể chuyên tâm hưởng thụ, trong đầu hắn còn có rất nhiều tư tâm tạp niệm. Hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, nhẹ nhàng như báo, khóe môi Tiêu Quốc Thành lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn không mở mắt ra, khi cầm rượu vang chuẩn bị đưa lên môi nhấp một ngụm thì có người đoạt lấy chén rượu từ trong tay hắn. Tiêu Quốc Thành nói khẽ, cô vẫn nghịch ngợm như vậy. Mở mắt ra, nhìn thấy Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi đứng đối diện hắn, Thiệu Minh Phi cầm chén rượu còn lại một nửa của Tiêu Quốc Thành, quơ quơ ở trong tay, sau đó ngửa cái cổ trắng lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đầu lưỡi cực kỳ mị hoặc liếm môi, dịu dàng nói, lâu như vậy, trong lòng anh rốt cuộc có nghĩ tới em hay không? Tiêu Quốc Thành nói có, là làm sư phụ, nào có đạo lý không nhớ thương đồ đệ. Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi thở dài, tới phía sau Tiêu Quốc Thành, bàn tay mềm đặt lên đầu vai hắn, anh nếu như thực sự nhớ em thì tại sao lại đẩy em tới bên cạnh Tiết Thế Luân? Tiêu Quốc Thành nói, hắn đối với cô không tốt à? Tôi còn tưởng rằng cô ở bên cạnh hắn đã vui đến quên cả trời đất rồi. Hắc Quả Phụ hai tay ôm cổ Tiêu Quốc Thành, cúi xuống hôn lên vành tai hắn, sau đó thì một đường hướng xuống phía dưới, ý đồ tìm kiếm môi của Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành bỗng nhiên tóm lấy cổ họng của cô ta, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt tôi cô phải biết tôn trọng. Hai mắt nhìn Tiêu Quốc Thành của Hắc Quả Phụ đã lộ ra một chút ý sợ hãi, nhưng lập tức cô ta lại bật cười khanh khách, chỉ đùa một chút thôi, sư phụ, anh làm thật à? Tiêu Quốc Thành buông cái cổ trắng của cô ta ra, vỗ nhẹ lên mặt cô ta rồi nói, Minh Quân, bên trong các đồ nhi của tôi, cô là người thông minh nhất, cũng là người hiểu ý tôi nhất, cho nên người tôi coi trọng nhất chính là cô. Hắc Quả Phụ nói, đan thần thì sao? Khuôn mặt Tiêu Quốc Thành trở nên không giận mà tự uy, cô có biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì hay không? Chính là lòng dạ quá mức hẹp hòi, cô ghen tị với cô ta. Chớ quên, cô ta là sư muội của cô. Hắc Quả Phụ nói, em đương nhiên nhớ rõ, em vẫn luôn rất quan tâm tới cô ta. Tiêu Quốc Thành nói, gần đây có hành động gì không? Hắc Quả Phụ thở dài, còn có thể thế nào nữa? Hắn làm chuyện gì anh không phải đều biết rồi ư? Tiêu Quốc Thành lạnh lùng nhìn khuôn mặt của cô ta, Hắc Quả Phụ trong lòng run lên, thu hồi vẻ càn rỡ vừa rồi, cung kính nói, hắn gần đây đi lại rất gần với An gia. Chương 2284, tóm rách mặt mỹ nhân 2. Tiêu Quốc Thành nói, hai cha con An gia cũng không phải là hạng đèn hết dầu. Hắc Quả Phụ nói, còn có Tạ Khôn Cử nữa. Tiêu Quốc Thành nói, hắn ở sau lưng tôi hạ một bàn cờ lớn. Hắc Quả Phụ nói, em nghe nói Trương Bích Quân đã chết. Tiêu Quốc Thành nói, tôi cũng vừa nhận được tin tức. Hắc Quả Phụ nói, anh vừa mới biết ư. Tiêu Quốc Thành bỗng nhiên giơ tay lên, tát một phát vào mặt Hắc Quả Phụ, một cái tát này không hề có dấu hiệu báo trước, đánh cho Hắc Quả Phụ không khỏi ngây ra đó, cô ta ôm mặt ủy khuất và phẫn nộ nhìn Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành đứng dậy, nhớ kỹ, mạng của cô là của tôi cho anh chết thì cô phải chết, đừng khỏi chuyện không nên hỏi, đừng hòng giở trò với tôi, bằng không. Hắn gật đầu, viên thu chính là ngày mai của cô. Hắc Quả Phụ quỳ gối trước mặt Tiêu Quốc Thành, sư phụ thứ tội. Tôi đáng chết, tôi không nên hiếu kỳ như vậy. Cô ta vừa nói vừa giơ tay lên hung hăng tát cho mình một cái, đánh cho nửa bên mặt sưng vù. Tiêu Quốc Thành thở dài, ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng. Hắn lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa tới trước mặt Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi nói khẽ, Minh Quân, hóa thanh hoàn. Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi há miệng, Tiêu Quốc Thành đút viên thuốc đó vào, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như mây của Hắc Quả Phụ, nói khẽ, cô và Tiết Thế Luân thực sự không phát sinh gì ư. Thiệu Minh Phi gật đầu, sư phụ, lòng nghi ngờ của hắn rất nặng, với tôi chỉ là quan hệ hợp tác, có thể là dung mạo của tôi xấu xí, không khơi dậy được sự hứng thú của hắn. Tiêu Quốc Thành nâng cằm của cô ta lên, nhìn khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Hắc Quả Phụ, nói khẽ, hắn cũng không phải người mù, sao lại không nhìn thấy. Chắc là hoài nghi cô. Thiệu Minh Phi nói, đồ nhi vô năng. Tiêu Quốc Thành lắc đầu, tôi nghe nói cô ở Kinh Thành từng có một đoạn dây dưa với Trương Dương, cô và hắn hẹn đua xe, lại thua trong tay hắn. Thiệu Minh Phi sắc mặt tái nhợt, sư phụ, tôi và hắn hoàn toàn trong sạch. Tiêu Quốc Thành nói, hắn đã trúng thất tâm cổ. Có bản lĩnh hạ cổ này trừ cô ra thì là sư muội của cô, hai người rốt cuộc là ai làm? Thiệu Minh Phi run giọng nói, sư phụ, tôi cũng là bất đắc dĩ. Tiêu Quốc Thành nói, bất đắc dĩ ư? Thiệu Minh Phi nói, sư muội đã động chân tình với hắn, đây là tối kỵ của bổn môn,
tôi không đành lòng nhìn thấy sư phụ nhiều năm khổ tâm kinh doanh tất cả bị hủy trong tay cô gái nhỏ này cho nên. Tiêu Quốc Thành nói, cho nên cô hạ, với cả sư muội cô, khống chế sư muội cô, tiến tới khống chế Trương Dương, hay cho Diệu Kế một hòn đá ném hai chim. Hắc Quả Phụ nói, sư phụ, lúc ấy là tình thế bức bách. Tiêu Quốc Thành nói, tôi lúc trước đã nói gì với cô nhỉ? Cô không ngờ lợi dụng thủ đoạn đê tiện để hủy đi tấm thân xử nữ của sư muội cô, để sư muội cô trở thành cổ ngẫu của cô, về sau trong môn không còn ai có thể cùng tranh giành với cô nữa có phải hay không hả? Không phải. Tiêu Quốc Thành cười lạnh nói, anh chắc biết quy củ của bổn môn, giết hại đồng môn sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Hắc Quả Phụ phủ phục xuống đất, cầu xin, sư phụ. Đồ nhi biết sai rồi. Tiêu Quốc Thành nói, cô ngoài miệng thì nói biết, nhưng trong lòng lại rất hận tôi, mấy năm nay, cô Thủy Chung cảm thấy tôi bất công đối với cô, tôi Thủy Chung thiên vị tiểu sư muội của cô hơn một chút, có phải hay không? Đồ nhi không dám. Tiêu Quốc Thành nói, ngoài miệng thì không dám, nhưng cô lại làm một số việc rất lớn mật, cô cho rằng những chuyện có làm có thể qua được mắt tôi ư. Thất Tâm Cổ tuy rằng lợi hại, nhưng người chúng cổ cũng thê thảm nhất, đối với nữ nhân mà nói thì thê thảm nhất là gì? Bên trong hai mắt của Hắc Quả Phụ lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào hình dung, người là nói. Tiêu Quốc Thành mỉm cười gật đầu nói, chảo phá mỹ nhân kiểm, cô không phải thường xuyên hỏi tôi phương pháp hạ cổ ư. Cô rất may mắn, sắp có thể được tự mình thể hội. Khuôn mặt của Hắc Quả Phụ Thiệu Minh Phi rất thảm đạm, nội tâm trong khoảnh khắc lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục, cô ta đã nghe danh bí thuật độc môn trong môn đã lâu, chảo phá mỹ nhân kiểm là một loại cổ độc, sau khi cổ độc phát tác thì cả người ngứa ngáy vô cùng. Người chúng cổ bởi vì không chịu được mà không ngừng gãi, cuối cùng thì cả người huyết nhục đầm đìa, loại ngứa ngáy ăn sâu vào ương tùy này, cho dù là gãi nát cả da thịt cũng không thể giảm bớt được nửa phần, người chết so với lăng chỉ còn thê thảm hơn. Thiệu Minh Phi buồn bã nói, sư phụ, đồ nhi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, mà khiến sư phụ tuyệt với tôi như vậy. Vẻ mặt Tiêu Quốc Thành lúc này trở nên rất hiền hòa, thoạt nhìn giống như dày rộng trưởng giả khoan lượng, hắn ôn nhu nói, Minh Quân. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa mình sai ở đâu, thật ra trong mấy vị đồ nhi thì người tôi hiểu rõ nhất chính là cô, đáng tiếc cô lại nhiều lần khiến tôi thất vọng, tôi mặc dù dụng cổ với cô, nhưng trong lòng tôi căn bản chưa chắc đã muốn thương hại cô. Hắc Quả Phụ nhìn Tiêu Quốc Thành trước mắt, đáy lòng cảm thấy mau cốt tủng nhiên, lời nói của hắn cô ta giờ phút này tới nửa câu cũng không tin, nói tới âm hiểm độc ác, mình so với sư phụ thì chỉ sợ kém cả vạn dặm. Hắc Quả Phụ làm ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, mong sư phụ giơ cao đánh khẽ. Tiêu Quốc Thành mỉm cười nói, cô là đồ đệ tôi cưng nhất, tôi sao lại không thương cô. Bên trong mắt đẹp của Hắc Quả Phụ lộ ra sóng mắt quyến rũ, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Sư phụ, đồ nhi nguyện làm bất kỳ chuyện gì vì người, người muốn tôi như thế nào thì tôi sẽ như thế. Nói xong lời cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở, gần như rên rỉ trên giường. Tiêu Quốc Thành phớt lờ bộ dạng phong tao của cô ta. Nói khẽ Trương Bích Quân đã chết, cô ta có một đứa con gái tên là Trương Duệ Dung. Hắc Quả Phụ nói, sư phụ muốn tôi làm gì? Tiêu Quốc Thành nói, có một số việc, cô không thích hợp tự mình ra tay, Trương Duệ Dung sẽ ở Bắc Cảng thêm vài ngày, chắc không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới cô ta. Hắc Quả Phụ nũng nịu nói, sư phụ, tôi hiểu rồi. Tiêu Quốc Thành nói, cô hiểu gì? Tôi có bảo cô giết người đâu, có biết cố sự chim sợ cành cong hay không? Hắc Quả Phụ chớp chớp mắt. Tiêu Quốc Thành nói, đừng lạm sát kẻ vô tội, tiếng vang của dây cung đủ để cho người nào đó nổi điên rồi. Hắn ngáp một cái rồi nói, quá muộn rồi, tôi phải đi ngủ. Hắc Quả Phụ quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối mà đi tiến tới bên cạnh hắn, ôm đùi phải của hắn nói, sư phụ, đồ nhi đã lâu rồi chưa được nghe người dạy bảo. Trong mắt như phun lửa, cơ hồ có thể đem hòa tan Tiêu Quốc Thành. Tiêu Quốc Thành đứng lên. Tay vỗ nhẹ nhẹ lên trên đầu cô ta, cô thế nào thì tôi hiểu rõ rồi, làm cho tôi sẽ cho cô giải dược. Chương 2285, tóm rách mặt mỹ nhân 3. Hắc Quả Phụ vẻ mặt thất vọng. Tiêu Quốc Thành lại nói, còn nữa, gọi sư muội cô tới, tôi có lời muốn nói với cô ta. Triệu Vĩnh Phúc tới chơi là chuyện ngoài ý liệu của Tiêu Quốc Thành, hắn mời Triệu Vĩnh Phúc vào biệt thự của mình. Tiêu Quốc Thành nói, Vĩnh Phúc huynh tới Bắc Cảng lúc nào thế? Triệu Vĩnh Phúc nói, chiều ngày hôm qua, lần này tới đây chủ yếu là thăm Quốc Cường. Tiêu Quốc Thành không khỏi hâm mộ, Quốc Cường tốt thật, tuổi còn trẻ đã có một phen sự nghiệp của riêng mình, sau khi hắn tới Bắc Cảng thì danh tiếng rất tốt.
Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi hiện tại lớn tuổi rồi, đối với thành tựu của chúng có thể bao lớn thì cũng nhìn thoáng rồi, bọn nhỏ được bình an là tốt nhất, thành tựu chỉ là thứ yếu, có đôi lúc tôi thường xuyên nghĩ, nếu như Quốc Lương còn có thể sống khỏe trên thế giới này, cho dù là làm công nhân bình thường cũng không sao cả. Tiêu Quốc Thành vươn tay ra vỗ vỗ mờ u bàn tay Triệu Vĩnh Phúc tỏ vẻ an ủi. Triệu Vĩnh Phúc nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh là chuyện thống khổ nhất trên thế giới này. Tiêu Quốc Thành nói, chuyện đã qua lâu vậy rồi, anh cũng đừng có nghĩ mãi. Triệu Vĩnh Phúc lắc đầu nói, không quên được, nỗi đau mất con sẽ theo tôi cả đời này, có thể tới ngày tôi chết mới có thể thoát khỏi nỗi đau này. Hắn cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm rồi nói khẽ, tôi cả đời này giúp mọi người làm điều tốt, bất kể trên sinh ý hay là trên quan trường đều tận lực làm dĩ hòa vi quý, không biết là ai nhẫn tâm như vậy, muốn đối phó với con tôi. Tiêu Quốc Thành nghe ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Vĩnh Phúc, hắn nói khẽ, vụ án của Quốc Lương đến bây giờ vẫn chưa được điều tra rõ ư. Triệu Vĩnh Phúc chán nản nói, không thể điều tra rõ được, mấy năm nay cảnh sát đã điều tra tất cả người hiểm nghi, nhưng cuối cùng đều nhất nhất bài trừ, gần đây có người hỏi tôi có phải có cửu nhân gì hay không? Tiêu Quốc Thành bởi vì những lời này của Triệu Vĩnh Phúc mà ngây ra một thoáng, chợt mỉm cười nói, cửu nhân đó của Vĩnh Phúc huynh tuyệt đối không phải là tôi. Triệu Vĩnh Phúc nói, không nói chuyện này nữa, càng nói càng phiền. Hắn buông chén trà, tối hôm qua bí thư thường của thị ủy Bắc Cảng mời tôi ăn cơm, bảo tôi một lần nữa cân nhắc lại chuyện đầu tư xây nhà máy ở Bắc Cảng. Anh giúp tôi nghĩ xem, chuyện này có được hay không? Tiêu Quốc Thành nói, lúc trước anh nhìn chúng góc thương gia, bởi vì xung đột dùng đất với khu bảo lưu thuế nhập khẩu, mới không hợp tác thành công, có điều trước khác nay khác, hiện tại ban lãnh đạo Bắc Cảng cơ hồ tất cả đều được đổi mới rồi. Theo tôi được biết, chính sách chiêu thương so với trước đây thì còn ưu việt hơn. Ở thương nói thương, tôi cho rằng anh thiết lập phân nhà máy cũng có thể coi là một lựa chọn rất tốt. Triệu Vĩnh Phúc nói, lúc trước khi Hạng Thành mời tôi tới cũng tràn ngập thành ý, hiện tại ngẫm lại may mà lúc trước không đáp ứng yêu cầu của hắn, nếu không chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tiêu Quốc Thành nói, Vĩnh Phúc huynh, chuyện của Hạng Thành rốt cuộc đã có định luận hay chưa? Triệu Vĩnh Phúc nói, chuyện này anh phải biết rõ hơn tôi chứ? Tiêu Quốc Thành là nghĩa tử của Tiết Lão. Hạng Thành cũng chẳng khác nào là nghĩa tử của Tiết Lão, cho nên Triệu Vĩnh Phúc mới có thể nói như vậy. Tiêu Quốc Thành lắc đầu nói, tôi và Hạng Thành tuy rằng quan hệ rất gần, nhưng tôi dù sao cũng là người ngoài thể chế, đối với chuyện nội bộ của các anh thì biết rất ít. Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi cũng nghe nói một số tin tức, cấp trên vô cùng coi trọng chuyện này, gần như là vụ án cần phải tra rõ lớn nhất trong tỉnh Bình Hải, tôi thấy chuyện này chắc không giải quyết được gì. Tiêu Quốc Thành nói, nếu như không phải trở thành sự thật, tôi thực không thể tin Hạng Thành lại làm ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng tôi hắn vẫn luôn là đại ca tốt, ban tốt. Triệu Vĩnh Phúc nói, quan hệ cá nhân của tôi và hắn cũng không tồi, quen nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ vi phạm kỷ luật. Tiêu Quốc Thành nói, người ta đâu phải là thánh hiền, cho dù đến bây giờ tôi vẫn cho rằng hắn là người tốt. Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi nghe nói Thế Luân đang ở Bắc Cảng. Tiêu Quốc Thành nói, ừ, muốn tôi an bài để các anh gặp mặt hay không? Triệu Vĩnh Phúc lắc đầu nói, thôi, tùy duyên đi. Tiêu Quốc Thành nói, thật ra chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, đoạn không vui của các anh trước đây cũng có thể đã sớm tan thành mây khói. Triệu Vĩnh Phúc nói, có một số khúc mắc là không thể nào gỡ được. Trương Dương sáng sớm đã tới Kim Sắc Cảng Loan gặp mặt Thường Lăng Phong, khi hắn đến, Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung đang muốn ra ngoài ăn sáng. Trương Duệ Dung rõ ràng không có tâm tình. Là dưới sự khuyên bảo của Thường Lăng Phong mới gật đầu đáp ứng. Thường Lăng Phong nhìn thấy Trương Dương thì có chút ngạc nhiên nói, sớm thế. Trương Dương cười nói, đặc biệt tới sớm để mời hai người điểm tâm sáng. Thường Lăng Phong nói, Bắc Cảng cũng có điểm tâm sáng à. Hắn trước đây đã tới Bắc Cảng, đối với phong thổ của Bắc Cảng vẫn biết một chút, người dân địa phương cũng không có thói quen ăn điểm tâm sáng. Trương Dương nói, canh bao của quán hải sản của Bắc Cảng là nhất tuyệt đấy. Trương Duệ Dung nói, tôi không muốn ăn, các anh đi đi. Trương Dương nói, đừng ngại mà, hai thằng đàn ông chúng tôi ra ngoài thì có gì vui, hắn không để ý nhưng tôi thì để ý. Thường Lăng Phong nói, Duệ Dung, Trương Dương là có thành ý mà, chúng ta đi thôi. Trương Duệ Dung lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, cái chết của cô đối với cô ta đã đả kích rất lớn, Trương Duệ Dung cả người trở nên tiều tụy hơn rất nhiều. Tới ngoài cửa, lên xe của Trương Dương. Thường Lăng Phong nói, tôi ở châu Âu từng nói chuyện điện thoại một lần với bí thư Tần.
Trương Đại Quan Nhân cười nói, sao? Gặp cô ta chưa? Thường Lăng Phong nói, chúng tôi cũng muốn hẹn gặp cô ta, nhưng bí thư Tần hình như rất bận, uyển chuyển từ chối, chỉ biết là cô ta đang ở Thụy Sĩ, vốn tháng này chúng tôi còn định tới Thụy Sĩ chơi. Trương Dương nói, thật là hâm mộ hai người, không giống tôi, lúc nào cũng bị công tác bám lấy thân, sống mệt lắm. Thường Lăng Phong cười nói, anh vẫn ổn mà, làm gì cũng thuận lời, mấy năm nay trên sĩ đồ cũng đường làm quan rộng mở, thăng chức liên tiếp. Trương Dương nói, có anh ở bên cạnh tôi mới thuận lợi được, không có anh, tôi như mất đi người tâm phúc, làm chuyện gì cũng phải tự mình đi làm, mệt lắm. Thường Lăng Phong nói, tôi mới không phải người tâm phúc, anh coi tôi là sư gia thì đúng hơn. Trương Dương nói, thật ra tình cảm của hai ta có thể nói là gắn bó mến thương, Duệ Dung cô nói xem có đúng không. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy Trương Duệ Dung thủy chung không nói gì, cho nên cố ý khơi cô ta nói chuyện. Tình tự của Trương Duệ Dung vẫn không tốt, nói khẽ, nếu như Lăng Phong nguyện ý trở về giúp anh thì tôi không có ý kiến. Thường Lăng Phong và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng có thể cảm thấy sự đau thương của Trương Duệ Dung. Trương Dương dẫn bọn họ tới nhà hàng tên là Hải Vị Lâu, đã có hơn 40 năm lịch sử, trước đây từng là đơn vị quốc doanh, về sau bởi vì kinh doanh không tốt mà đóng cửa, sau tiến vào những năm 90 thì có người Quảng Đông người tới nơi này nhận thầu Hải Vị Lâu, mua lại cái tên này. Ở trên cơ sở vốn có nghiên cứu phát triển một số giống mới, rất nhanh danh tiếng liền truyền ra, dần ra, sinh ý cũng sổi nổi hơn trước đây. Canh bao là một món đặc sắc trong đó, đương nhiên điểm tâm sáng cũng đầy đủ mọi thứ. Trương Dương gọi rất nhiều đồ ăn sáng, Trương Duệ Dung không có tâm tư ăn cơm, một mình nhìn ra ngoài cửa sổ tới ngẩn người. Trương Dương nói với Thường Lăng Phong, lát nữa tôi phải tới Xuân Dương một chuyến. Thường Lăng Phong nói, sao? Trong nhà có việc à? Trương Dương lắc đầu nói, Đỗ Thiên Dã về, hắn muốn tôi tới núi Thanh Đài gặp nhau. Thường Lăng Phong nói, anh đúng là bận thật. Trương Dương nói, cho nên mới muốn anh trở về giúp tôi. Thường Lăng Phong mỉm cười nói, nhưng tôi nghe nói anh đã chuẩn bị rời khỏi chính đàn rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, tin tức của anh cũng rất linh thông, đúng là có ý này. Thường Lăng Phong nói, như vậy trẻ tuổi như vậy đã là cấp phó thính. Hiện tại vứt bỏ có phải rất đáng tiếc hay không? Trương Dương nói, tôi hiểu rõ mình có thể ăn được mấy bát cơm khô, với cái tính tình này của tôi cứ tiếp tục đi lên sẽ thành dị loại, là kẻ thù chung của quan trường. Anh vẫn luôn là dị loại mà, Thường Lăng Phong bật cười. Trương Dương nói, cho nên tôi thôi thì đừng làm tiếp trong quan trường, chờ xong hết những việc ở đây rồi, tôi sẽ từ chức, tới thần miếu đảo, cho mình nghỉ dài hạn. Thường Lăng Phong nói, có phải định thành hôn hay không? Trương Đại Quan Nhân chỉ cười. Thường Lăng Phong nói, thành hôn cũng không cần thiết phải từ chức chứ. Tôi là học theo anh thôi, anh yêu cái là cũng có thể bỏ hết cả công việc, tôi phải theo sát bước chân của anh, bằng không thì tôi lạc hậu quá. Thường Lăng Phong cười nói, chúng ta khác nhau, tôi đối với quan trường vẫn luôn không có hứng thú gì cả, anh lại là người ham thích danh lợi. Trương Đại Quan Nhân nói, đừng nói bản thân cao thượng như vậy, tôi sao cảm thấy anh có chút hư ngụy nhỉ. Chương 2286, tóm rách mặt mỹ nhân 4. Hai người kẻ sướng người họa rất náo nhiệt, Trương Duệ Dung lại không có nửa phần hứng thú với những gì họ nói, đứng dậy các anh nói chuyện đi nhé, tôi đi toilet. Sau khi Trương Duệ Dung đi, Trương Dương nhìn bóng dáng của cô ta, chuyện của Trương Bích Quân đã đả kích cô ta rất lớn. Thường Lăng Phong nói, Trương Dương, tôi định tháng sau sẽ kết hôn với Duệ Dung. Trương Dương minh bạch ý tứ Thường Lăng Phong làm như vậy. Trương Duệ Dung trên thế giới này chỉ có một người thân là Trương Bích Quân, hiện tại Trương Bích Quân đi rồi, đả kích đối với cô ta không nghi ngờ gì nữa là cực lớn, cho nên Thường Lăng Phong muốn mau chóng mang tới cho cô ta một gia đình, muốn dùng gia đình để sưởi ấm nội tâm yêu thương của Trương Duệ Dung. Trương Dương nói, tôi sẽ làm phù rể. Thường Lăng Phong nói, tôi không định tổ chức hôn lễ, cho tới giờ tôi luôn cho rằng kết hôn là chuyện của hai người, không cần thiết phải hưng sư động chúng, càng không cần thiết phải khiến cho mọi người đều biết. Trương Dương nói, kết hôn là chuyện lớn, dù sao cũng phải gọi 5-3 người bạn tốt tới tụ họp, bằng không thì khó coi lắm, hơn nữa Trương Duệ Dung sẽ cảm thấy anh không coi trọng cô ta. Thường Lăng Phong mỉm cười nói, cô ta sẽ không như vậy đâu, chúng tôi trước đó đã từng nói rồi, nếu như có một ngày chúng tôi kết hôn, chúng tôi sẽ cùng nhau tới Tây Tạng lữ hành. Trương Đại Quan Nhân nói, bên đó tôi có người quen đấy. Có muốn giới thiệu Lạt Ma chủ trì hôn lễ cho các anh không? Trương Duệ Dung lúc này từ toilet quay lại, ánh mắt của cô ta và Thường Lăng Phong gặp nhau, miễn cưỡng lộ ra nụ cười,
nhưng lúc này sắc mặt của Thường Lăng Phong lại đột nhiên thay đổi, hắn nhìn thấy một điểm sáng đỏ chớp lên trước ngực Trương Duệ Dung, hắn kinh hô, tránh đi. Trương Duệ Dung ngây ra một thoáng, không đợi cô ta có phản ứng. Cảm giác vai trái giống như bị người ta nện một quyền thật mạnh, sau đó thân thể của cô ta thì bay về phía sau, ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt đã nhiễm đỏ quần áo của cô ta. Thường Lăng Phong giống lên một tiếng, muốn xông lên thì lại bị Trương Dương kéo xuống đất. Cửa sổ bị viên đạn từ xa bay tới bắn nát, mảnh thủy tinh bay tán loạn chung quanh. Trương đại quan nhân nằm xuống bò lên trước, kéo thân thể Trương Duệ Dung lại, điểm huyệt đạo của cô ta để giúp cô ta chế trụ vết thương chảy máu, giao Trương Duệ Dung cho Thường Lăng Phong, để bọn họ tránh ở góc tường an toàn, sau đó Trương đại quan nhân dùng tốc độ kinh người chạy xuống lầu. Đối diện Hải Vĩ Lâu chỉ có một khu nhà thương nghiệp 5 tầng. Từ phương hướng viên đạn vừa rồi bắn tới không khó phán đoán. Tay súng bắn tỉa ở ngay trên ký túc xá đối diện. Hải Vĩ Lâu lâm vào trong một bầu không khí sợ hãi, Trương đại quan nhân vừa mới lao ra cửa lớn thì lại nghe thấy một tiếng súng vang lên, thân thể hắn đột nhiên vọt tới trước, tránh được viên đạn bay tới, viên đạn bắn vào trong vách tường ở bên cạnh, tạo ra một cái lỗ sâu, bê tông bay tung tóe. Trên mái nhà một gã nam tử áo đen đeo kính râm nhìn thấy Trương Dương dùng tốc độ kinh người xuyên qua ngã tư đường, tiến vào trong tòa nhà này, hắn từ bỏ ý định tiếp tục bắn. Hắn lấy súng bắn dây ra, nhắm vào tòa nhà phía sau mà bắn, hắn tóm lấy dây từng, bay vút lên, thân thể đu về phía tòa nhà đối diện. Trương đại quan nhân lúc này đã đá văng lối thoát hiểm, nhìn thấy nam tử đó tóm lấy dây thừng giống như đu dây vượt qua khoảng cách 30 thước, khi tới gần tường thủy tinh của tòa nhà. Nam tử đó móc súng lục ra bắn, kính thủy tinh vỡ tan, hắn từ lỗ hổng nhảy vào trong tòa nhà. Nam tử đó xoay người nhìn lại về phía sau, nhìn Trương Dương đang đứng trên mái nhà, khóe môi hắn phát ra một nụ cười trào phúng, giơ tay lên, cong ngón tay, làm ra động tác muốn nổ súng. Trương đại quan nhân bỗng nhiên trong nháy mắt đã hoàn thành một cú ném, một mảnh thép màu đen bị hắn ném ra, nam tử đó căn bản không ngờ Trương Dương lại phát động tấn công từ khoảng cách xa tại như vậy. Hắn càng không ngờ là, mũi dao đó dưới một cú ném toàn lực của Trương đại quan nhân, giống như kính nỏ phóng ra, xé rách không khí gào thét mà đến. Khi hắn ý thức được mảnh thép này sẽ cấu thành uy hiếp tới sinh mệnh của mình thì đã muộn rồi. Hắn chỉ có thể cố gắng di động người về bên trái, muốn tránh chỗ yếu hại ở tim, nhưng tốc độ ném của mảnh thép quá nhanh, hắn căn bản không thể né được. Mảnh thép cắm vào ngực phải của hắn, xuyên thủng ngực, bay ra từ phía sau lưng. Lực trùng kích cường đại kéo thân thể hắn bay ngược về phía sau, đập vào vách tường, máu tươi cũng dọc theo mảnh thép mà túa ra. Trương đại quan nhân thầm than đáng tiếc, vốn muốn lưu lại người sống, không ngờ động tác tránh né của thằng cha này ngược lại khiến hắn mất mạng. Trương Dương lấy điện thoại cầm tay ra, đầu tiên ấn số điện thoại của Cục trưởng Công an thành phố Bắc Cảng Triệu Quốc Cường. Quốc Cường, mau dẫn người tới Hải Vĩ Lâu, có người chết. Trương Dương trở lại bên cạnh Thường Lăng Phong, nhìn thấy trên người hắn cũng dính không ít máu tươi. Máu là của Trương Duệ Dung, có điều hiện tại đã ngừng chảy máu, Trương Dương kiểm tra thương thế của cô ta một chút rồi nói với Thường Lăng Phong, không sai, không nguy hiểm tới tính mạng. Khi hắn nói chuyện thì tay đặt lên vai Trương Duệ Dung, dùng nội lực hút đầu đạn từ trong cơ thể của cô ta ra. Thường Lăng Phong biết rõ y thuật của Trương Dương, nếu Trương Dương nói cô ta không sao thì là không sao, Trương Dương đưa thuốc kim sang mang theo người cho Thường Lăng Phong, lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, còn có cả tiếng hú của xe cứu thương. Trương Dương nói với Thường Lăng Phong, anh trước tiên đưa cô ta tới bệnh viện đi, tôi muốn tới hiện trường phối hợp điều tra. Triệu Quốc Cường nhìn cỗ thi thể treo trên cao, trước khi bọn họ đến thì sát thủ đã chết rồi, dưới đấy là một vũng máu, mấy cảnh sát vừa chụp ảnh vừa lắc đầu, bất khả tư nghị, không ai nghĩ ra được bí thư Trương làm sao mà từ khoảng cách xa như vậy ném một mảnh thép cắm dính sát thủ lên tường. Trương đại quan nhân khoanh tay thản nhiên như không đứng ở bên cạnh nhìn. Vừa rồi hắn đã kể lại một lượt từ đầu chí cuối toàn bộ quá trình. Triệu Quốc Cường ra hiệu cho bọn họ ra ngoài cửa nói chuyện. Tới hành lang, Triệu Quốc Cường câu đầu tiên nói, tôi thấy anh nên đi tham gia thi đấu ném lao của Thế vận hội Olympic. Trương đại quan nhân nói, tôi vốn cũng không muốn ném chết hắn, ai ngờ thằng ôn này muốn tránh, vừa tránh lại giơ đúng chỗ yếu hại ra, tôi vốn giữ lại người sống mà. Triệu Quốc Cường nói, một cây thép như vậy. Cho dù không đâm trúng tim cũng chết, anh xuống tay độc quá. Trương đại quan nhân nói, nhưng là phòng vệ chính đáng, thằng chó này cầm súng đó. Triệu Quốc Cường nói, tôi cũng đâu có nói muốn truy cứu trách nhiệm hình sự anh. Trương đại quan nhân, nói tôi vốn không có trách nhiệm mà.
Triệu Quốc Cường nói, theo như anh nói thì mục tiêu của tay súng bắn tỉa này là Trương Duệ Dung. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, chắc là như vậy. Triệu Quốc Cường nói, căn cứ vào tình huống tôi điều tra được thì súng này hắn không phải là nhắm vào chỗ yếu hại của Trương Duệ Dung. Trương Dương nói, tên sát thủ này là hạng vô tích sự, nhắm quá kém. Triệu Quốc Cường, nói thân phận của hắn đã tra được rồi, Khương Học Đông, trước đây từng là bộ đội đặc chủng ở Tây Cương, bộ môn của hắn là tay súng bắn tỉa, trình độ bắn rất tốt, không dám nói là bách phát bách trúng, nhưng cũng là nhân vật thiện xạ, căn cứ vào tình huống ở hiện trường cho thấy, hắn dưới khoảng cách này nếu như muốn bắn chết Trương Duệ Dung thì không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương nói khẽ, anh là nói hắn căn bản muốn giết Trương Duệ Dung. Triệu Quốc Cường nói, chỉ có một loại khả năng, cũng có thể là như lời anh nói, một súng của hắn không chuẩn, có điều sau khi hắn bắn ra một thì không hề tiếp tục bắn nữa, nếu như không phải anh đuổi theo ra thì hắn có lẽ sẽ không bắn tiếp. Trương Dương nói, anh là nói tôi bức hắn. Triệu Quốc Cường nói, chuyện này quả thực có chút kỳ quái, Trương Bích Quân đã chết, người nào ác vậy? Không ngờ lập tức muốn chĩa họng súng về phía cháu gái của cô ta. Trương Dương nói, chuyện này giao cho các anh tra xét, cũng may hôm nay không xảy ra chết người. Triệu Quốc Cường không ủng hộ cách nói này của hắn, Khương Học Đông không phải người à. Trương Dương nói, hắn chết là đáng. Hắn nhìn đồng hồ, nhớ tới cái hẹn hôm nay với Đỗ Thiên Giã, không khỏi thở dài, Quốc Cường, tôi hiện tại có thể đi được rồi chứ. Triệu Quốc Cường nói, anh nhìn một mạng người cứ thế biến mất mà chẳng lẽ trong lòng không có một chút cảm giác gì à? Trương Dương nói, tình huống lúc đó là như vậy đấy, anh bảo tôi phải làm sao? Tôi nếu không quyết đoán ra tay thì thằng chó này chạy thoát rồi, loại người như hắn chết cũng chưa hết tội. Triệu Quốc Cường vốn định phản bác hắn thì lại nhìn thấy có hai nam tử mặc tây trang màu đen đi về phía bọn họ. Trung niên hói đầu trong đó gật đầu với bọn họ, chào hai vị, chúng tôi là chuyên viên đặc phái của Quốc An. Tới đây là để tìm hiểu tình huống vừa rồi. Trương Dương không muốn dây dưa với đám người này, hắn nói với Triệu Quốc Cường, Triệu Cục, tôi đi trước một bước, có chuyện gì thì cứ điện thoại cho tôi. Triệu Quốc Cường gật đầu. Nam tử hói đầu lại nói, đồng chí Trương Dương, xin dừng bước. Chương 2287, giữ lại gốc một. Trương Đại Quan Nhân cười nói, ngại quá, tôi còn một cuộc họp quan trọng phải tham dự. Nam tử hói đầu dùng nụ cười hòa ái đồng dạng nói với Trương Dương, đồng chí Trương Dương, chúng tôi sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Trương Đại Quan Nhân nói, 10 phút có đủ hay không? Nam tử hói đầu cười nói, đủ, chúng ta ra ngoài nói. Triệu Quốc Cường giờ mới hiểu được, hai chuyên viên đặc phái của Quốc An không phải tới tìm mình. Trương Dương đi theo hai chuyên viên đặc phái của Quốc An ra bên ngoài, lên xe thương vụ Buick màu lam của bọn họ. Một người trong đó đã ngồi xuống ghế điều khiển phía trước, nam tử hói đầu mời Trương Dương ngồi xuống, vươn tay về phía Trương Dương, quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Cảnh Chí Siêu. Lần này tới Bắc Cảng là để điều tra chuyện Trương Bích Quân ngộ hại. Trương Dương bắt tay với hắn, tôi và Trương Bích Quân không quen nhau. Cảnh Chí Siêu cảm thấy được Trương Dương rất cảnh giác, xem ra mình cần phải chứng minh thân phận với Trương Dương, hắn lấy ra giấy tờ đưa cho Trương Dương, tôi trước đây vẫn làm công tác nội cần. Trương Dương nhìn lướt qua giấy chứng nhận của hắn, trước đây cũng từng có loại chứng minh thân phận này, chỉ liếc một cái là có thể phân biệt được thật giả, hắn mỉm cười nói, tôi và ngành của các anh hình như không có quan hệ gì. Cảnh Chí Siêu nói, là chủ nhiệm hình Chiêu Huy bảo tôi tới tìm anh. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy thì ngẩn ra, lão hình ư. Hắn không phải đã mất tích rồi sao? Cảnh Chí Siêu nói, trong khoảng thời gian này anh ta đều bị giam giữ ở một địa phương bí mật nơi nào đó trong ở Kinh Thành. Trải qua sự cố gắng không ngừng của chúng tôi, cuối cùng cũng giải cứu được anh ta, trước mắt anh ta đang an dưỡng, không lâu nữa sẽ về lại cương vị công tác. Trương Dương nghe nói hình Chiêu Huy bình an vô sự thì cũng cảm thấy an ủi, ở trong lòng hắn lão hình Thủy Chung là một người tốt, hình Chiêu Huy lại một lần nữa rời núi chắc có quan hệ nhất định tới chuyện Trương Bích Quân bị giết. Trương Dương nói, có thời gian thì tôi sẽ tới thăm anh ta. Cảnh Chí Siêu nói, chủ nhiệm hình bảo tôi tới tìm anh. Nói anh có thể cung cấp cho chúng tôi một số giúp đỡ. Trương Dương nói, lão hình bị nhốt lâu như vậy, may mà vẫn chưa quên tôi. Trong lòng lại tính toán, hình Chiêu Huy chắc sẽ không tiết lộ những chuyện quá khứ của mình chứ. Cảnh Chí Siêu nói, đồng chí Trương Dương, cấp trên bảo tôi phụ trách vụ án của Trương Bích Quân, từ chỗ cô ta, tôi tìm được một số tài liệu về anh. Cho nên tôi mới đi tìm chủ nhiệm hình để chứng thực. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Đại Quan Nhân. Trương Đại Quan Nhân không khỏi đau đầu,
vẻ mặt của hắn thì lại vẫn cực kỳ khinh thường, cười nói, chỗ cô ta sao lại có tài liệu về tôi? Hồ sơ tài liệu của tôi đều ở bộ tổ chức thành phố Bắc Cảng cơ mà. Cảnh Chí Siêu nhìn Trương Dương, nhìn ra thằng ôn này không dễ nói rõ ngọn ngành với mình, hắn cũng không tiếp tục truy hỏi, lấy ra giấy ghi chép rồi viết số của mình cho Trương Dương, đồng chí Trương Dương, nếu như anh nhớ ra gì thì có thể thông qua số điện thoại này để liên lạc với tôi. Trương Dương nói, tốt. Cảnh Chí Siêu lại nói, Trương Duệ Dung trước đây cũng là nhân viên công tác của Quốc An, từng công tác dưới tay anh có biết chuyện này không? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu, không biết, hắn đã quyết định, hôm nay dù chết cũng không thừa nhận, cũng không phải là Trương Đại Quan Nhân không muốn phối hợp, chủ yếu là hắn thiếu tín nhiệm đối với đám người này Quốc An này. Phóng mắt khắp toàn bộ bộ môn Quốc An, người khiến hắn tín nhiệm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hình Chiêu Huy Tính là một. Người còn lại là Lệ Phù, Tang Bối Bối và Đồng Tú Tú. Trương Dương từ bên trong xe buýt đi ra, Cảnh Chí Siêu cũng không ở lại, lái xe đi luôn. Triệu Quốc Cường lúc này cũng đã kết thúc công việc, tới bên cạnh Trương Dương, sao? Bị Quốc An nhắm vào rồi à? Trương Dương nói, bọn họ tìm tôi để tìm hiểu một số tình huống, nói Trương Duệ Dung cũng là người của Quốc An. Triệu Quốc Cường nói, vụ án của Trương Bích Quân lập tức sẽ giao cho bọn họ. Có điều anh lại mang tới cho tôi một vụ án mới. Chuyện mà hắn nói là Trương Dương ném chết Khương Học Đông. Hắn thở dài, lát nữa tôi nên viết báo cáo thế nào đây? Trương Đại Quan Nhân cười nói, nên viết như thế nào thì cứ viết như thế. Anh làm việc tôi yên tâm mà. Hắn muốn tới bệnh viện thăm Trương Duệ Dung một chút, nói với Triệu Quốc Cường một tiếng, Triệu Quốc Cường vừa hay cũng muốn đi. Hai người cùng nhau tới Bệnh viện Nhân dân thành phố Bắc Cảng. Trương Duệ Dung bị thương bên vai trái, đầu đạn đã được Trương Đại Quan Nhân lấy ra, ở bệnh viện, bác sĩ đã tiến hành khâu lại vết thương cho cô ta. Trước mắt tình huống của Trương Duệ Dung đã ổn định, cô ta ngồi trên giường, Thường Lăng Phong ở bên cạnh an ủi cô ta. Trương Dương cầm một bó hoa tươi cùng Triệu Quốc Cường một trước một sau đi vào. Thường Lăng Phong đứng dậy chào, bận thì không cần tới đây đâu. Trương Dương cười nói, tôi đến thăm Trương Duệ Dung, hôm nay chuyện là tại tôi. Tôi vốn muốn mời hai người đi ăn điểm tâm sáng, không ngờ lại thành ăn đạn. Thường Lăng Phong bật cười, Trương Duệ Dung ở bên cạnh nói, cảm ơn ân cứu mạng của bí thư Trương. Trạng thái tinh thần của cô ta coi như không tồi. Trương Dương nói, đừng cảm ơn tôi, dồn tất cả sự cảm kích đối với tôi lên người Lăng Phong ấy. Triệu Quốc Cường nói, Trương Tiểu Thư, hiện tại có tiện hỏi mấy vấn đề không? Trương Đại Quan Nhân thở dài, Triệu Cục, con người anh đúng là hay giết phong cảnh. Không thể để bạn bè chúng tôi nói chuyện vui vẻ được à? Triệu Quốc Cường nói, tôi cũng là thân bất do kỷ, giải quyết việc chung thôi. Trương Duệ Dung gật đầu, không thành vấn đề, anh hỏi đi. Trương Đại Quan Nhân đứng dậy, mấy người nói chuyện nhé, tôi phải đi rồi, đã đáp ứng sẽ tới Xuân Dương, giờ chậm đến trưa rồi. Thường Lăng Phong nói, tôi tiễn anh. Hai người cùng nhau tới bãi đỗ xe, Trương Dương biết Thường Lăng Phong đi ra cùng mình không chỉ là để lảng tránh. Khẳng định còn có chuyện khác muốn nói với mình. Quả nhiên, Thường Lăng Phong nói, rốt cuộc là ai mà ác vậy? Không ngờ muốn xuống tay với Duệ Dung. Trương Dương nói, quan hệ của Trương Bích Quân và cô ta anh chắc biết rồi chứ hả? Thường Lăng Phong nói, anh là nói Tang Bối Bối á. Trước đó Tang Bối Bối từng bắt cóc Trương Duệ Dung, cho nên Thường Lăng Phong suy luận như vậy. Trương Dương lắc đầu, không thể là cô ta, tôi cũng biết ít nhiều về Tang Bối Bối. Cô ta làm việc ân oán rõ ràng, người đắc tội với cô ta là Trương Bích Quân, không phải là Trương Duệ Dung. Thường Lăng Phong nói, vậy lúc trước cô ta vì sao muốn bắt cóc Duệ Dung? Cựu hận có thể che phủ tâm thần của một người, có lẽ cô ta vì báo thù mà không tiếc tất cả thủ đoạn. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên hiểu rõ chuyện này không phải Tang Bối Bối gây nên, hắn nói khẽ, Lăng Phong, vừa rồi cảnh sát đã kiểm tra hiện trường, tay súng bắn tỉa tên là Khương Học Đông, là tay súng thiện xạ. Hắn trong lúc đi lính chưa bao giờ bắn hụt, hôm nay Trương Duệ Dung có thể tránh được một kiếp, trên trình độ rất lớn là vì Khương Học Đông không muốn giết cô ta. Thường Lăng Phong nói, nhưng hắn vì sao muốn bắn Duệ Dung? Cho dù Trương Bích Quân từng đắc tội với hắn thì hắn cũng không nên trả thù một nữ hài tử vô tội. Trương Dương thầm tính toán trong lòng, mục đích Khương Học Đông bắn Trương Duệ Dung có lẽ không phải là để trả thù, một súng này bắn vào trên người Trương Duệ Dung, người sợ hãi có lẽ là người khác. Một chiếc xe hơi Bentley màu đen chậm rãi dừng trong bãi đỗ xe, Tiết Thế Luân và con gái Tiết Vĩ Đồng cùng nhau đi xuống ô tô. Từ hoa tươi trên tay Tiết Vĩ Đồng có thể suy đoán ra, bọn họ tới đây là để thăm bệnh nhân.
Tiết Vĩ Nồng từ xa gọi một tiếng Tam ca, Trương Dương cười cười cùng Thường Lăng Phong đi tới. Hắn đã đoán được Tiết Thế Luân là tới thăm Trương Duệ Dung, cha con đồng tâm, Trương Duệ Dung cũng là cốt nhục của hắn, cô ta bị bắn Tiết Thế Luân đương nhiên vô cùng khẩn trương. Trương Dương gọi một tiếng chú Tiết, tuy rằng hắn tràn ngập hoài nghi đối với Tiết Thế Luân, nhưng khi đối mặt với Tiết Thế Luân vẫn là phi thường khách khí. Tiết Thế Luân thẳng thắn nói, nghe nói Duệ Dung bị bắn, cho nên chúng tôi tới thăm cô ta. Thường Lăng Phong nói, cô ta vẫn ổn, đạn không trúng vào chỗ yếu hại. Tiết Thế Luân thở dài nói với Trương Dương, Bắc Cảng của các anh đúng là không yên ổn. Trương Dương nói, Bắc Cảng không có vấn đề gì, đám tội phạm này đều là từ bên ngoài tới. Tiết Thế Luân bật cười, đúng là cán bộ Bắc Cảng, lúc nào cũng bảo vệ cho lợi ích của Bắc Cảng. Trương Đại Quan Nhân nói, đây là tố chất cơ bản nhất của cán bộ đảng chúng ta, nếu như mỗi người đều chỉ lo cho lợi ích của mình mà tổn hại tới lợi ích tập thể, cứ thế mãi tất nhiên sẽ thành nước không ra nước. Tiết Thế Luân cười ha ha, hắn quay sang con gái, Đồng Đồng, thấy chưa, đây là ý thức trách nhiệm xã hội, đây là sứ mệnh, quốc gia, cha cho rằng những người trẻ tuổi các con đều nên có loại tố chất đáng quý này. Thường Lăng Phong và cha con Tiết Thế Luân đi lên lầu. Trương Đại Quan Nhân trở lại bên trong xe, nhìn đồng hồ thì đã là hơn 1 giờ chiều rồi, vốn hắn còn đáp ứng đám người đó Ngưu Văn Cường tới Xuân Dương ăn bữa cơm, buổi tối sẽ lên núi Thanh Đài, xem ra chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch trước đó thôi. Chương 2288, giữ lại gốc 2. Ô tô vừa mới khởi động thì Ngưu Văn Cường gọi điện thoại tới hỏi tội. Trương Đại Quan Nhân thành khẩn bồi tội đáp ứng Ngưu Văn Cường, đợi cho tới Xuân Dương lập tức sẽ liên hệ với hắn. Trương Dương phát hiện hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, vừa mới tiến vào cảnh giới Giang Thành thì gặp tắc đường, chờ hắn chạy đến Xuân Dương thì đã là 5 rưỡi chiều. Đỗ Thiên Giã cũng gọi điện thoại tới, khẩu khí khởi binh hỏi tội, Trương Dương, thằng nhóc cậu sao thế? Không phải nói buổi chiều sẽ đi ư? Trương Đại Quan Nhân vừa lái xe vừa giận dữ nói, trên đường gặp hai vụ tai nạn, đi được tí lại dừng, từ Bắc Cảng đến bên này phải đi mất 5 tiếng đồng hồ, tôi so với anh còn sốt ruột hơn. Đỗ Thiên Giã nói, anh đừng có gấp, lái xe an toàn đặt hàng đầu, thế này đi, sau khi anh đến thì trước tiên tới khách sạn Hy Xuân Viên Xuân Dương, buổi tối hôm nay mấy vị đồng chí huyện lý an bài. Tuy rằng quê của Trương Dương ở ngay tại Xuân Dương, cũng công tác và sinh hoạt một đoạn thời gian khá dài ở Xuân Dương, nhưng đối với khách sạn Hy Xuân Viên này thì lại không có bất kỳ ấn tượng gì, hắn có chút mê hoặc nói, Hy Xuân Viên. Chỗ nào, tôi sao chưa từng nghe nói? Đỗ Thiên Giã nói, đoạn thành tây sông Xuân Thủy, ở chỗ đó mới đào một hồ nhân tạo tên là Hồ Hy Xuân, anh không biết à? Trương Dương nói, Hồ Xuân Hy thì có nghe nói rồi, có điều chưa tới bao giờ. Đỗ Thiên Giã cười nói, phong cảnh không tồi, tới rồi sẽ biết. Trương Đại Quan Nhân lại gác điện thoại của Ngưu Văn Cường, Ngưu Văn Cường tức giận đến nỗi lại chửi cho hắn một trận, hắn và mấy người Đỗ Vũ Phong, Triệu Tân Vĩ, Tần Bạch nghe nói Trương Dương về, đặc biệt đến Xuân Dương gặp hắn. Không ngờ thằng cha này buổi trưa lỡ hẹn, buổi tối lại có an bài khác, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Trương Dương chỉ có thể nhận tội, đáp ứng Ngưu Văn Cường sẽ kết thúc bữa ăn ở bên Hy Xuân Viên sớm một chút rồi tới gặp mấy anh. Cứ cách một đoạn thời gian Trương Dương sẽ về Xuân Dương, có điều mỗi lần đều là vội vàng tới vội vàng đi, rất ít lưu ý tới biến hóa bộ mặt thành phố của Xuân Dương, bởi vì những lời nói vừa rồi với Đỗ Thiên Giã, hắn đặc biệt lưu ý một chút cảnh sắc hai bên ngã tư đường. Phát hiện đường xá của Xuân Dương đã mở rộng hơn so với trước đây rất nhiều, nói hai bên đường tăng thêm xanh hóa, cây cối cũng phong phú hơn nhiều, trên đường là xe giao thông công cộng xa hoa đi lại, cửa hàng mặt tiền hai bên cũng đều thống nhất đổi mới môn đầu. Tòa thành nhỏ này tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn đã lại tỏa sáng thanh xuân. Chỉ từ ngoài mặt cũng có thể nhìn ra mấy vị cán bộ lãnh đạo của huyện Xuân Dương vẫn rất biết làm. Trương Dương không xa lạ gì với đoàn đội lãnh đạo của huyện Xuân Dương. Bí thư huyện ủy Sa Phổ Nguyên và phó bí thư Kiều Bằng Phi cũng đều có giao tình rất tốt với hắn. Trương Đại Quan Nhân vừa tới Hồ Hy Xuân, hồ nhân tạo này năm nay mới được đào xong, xanh hóa ven hồ cũng đã hoàn thành, Trương Dương đã nhìn quen phong cảnh ven biển, vừa tới bên này không ngờ sinh ra một loại cảm giác sai lầm như thấy Giang Nam. Trong cây xanh thấp thoáng tìm được vị trí của Hy Xuân Viên, tòa kiến trúc ven hồ này cũng không khó tìm, từ xa nhìn lại tường trắng ngói xanh, hoàn toàn là phong cách kiến trúc người Tần Hoài. Trương Dương đỗ ô tô lại, gió hơi lớn, lá thu không chịu được gió thổi, cành cây lay động, lá cây bay lả tả như bươm bướm, có vài tán rơi xuống vai Trương Đại Quan Nhân. Trương Dương đi về phía trước,
nhìn thấy trước cửa một nữ lang xinh đẹp mặc sáo trang màu đen đứng đó, tựa hồ đang chờ ai, nhìn thấy Trương Dương, cô ta lập tức đi ra đón, cười duyên nói, bí thư Trương, ngài cuối cùng cũng tới rồi, mọi người đều đang đợi ngài. Trương Dương nói, cô là, hắn thực sự không nhận ra người trước mặt. Nữ lang cười nói, tôi là Dương Văn Nguyệt, quản lý của Hy Xuân Viên, bí thư Trương chắc không biết tôi, có điều tôi lại ngưỡng mộ anh đã lâu. Trương đại quan nhân cười ha ha, nói, có thể khiến mỹ nữ như quản lý Dương ngưỡng mộ, tôi lúc này lòng hư vinh nổ tung. Dương Văn Nguyệt cười nói, không chỉ có tôi, anh là tình nhân trong mộng trong không ít nữ hài tử Xuân Dương. Trương đại quan nhân tươi cười rạng rỡ, nói đùa rồi, nói đùa rồi. Tôi không nói dối đâu, ở ngay khách sạn của chúng tôi cũng đã có không ít rồi. Trương Dương nói, chờ tôi lần sau đến nhất định sẽ mang theo bút để ký tên cho các fan nữ. Dương Văn Nguyệt cười khanh khách, lát nữa nhất định phải đề chữ cho chúng tôi đó. Cô ta đi trước dẫn đường cho Trương Dương, Hy Xuân Viên hoàn toàn là phong cách kiến trúc lâm viên của Giang Nam, dọc theo hành lang dài quanh co đi vào bên trong, địa phương bọn họ đi tới là lục liệu các của Hy Xuân Viên, cũng là phòng lịch sự tao nhã nhất của khách sạn này, phòng có một nửa được xây dựng trên mặt hồ, trang trí bên trong là phong cách truyền thống Trung Thức. Còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Đỗ Thiên Dã từ bên trong truyền đến. Dương Văn Nguyệt làm động tác mời, Trương Dương đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy khách nhân đã đến đông đủ. Ngồi trên chủ vị là một lão nhân hạc phát đồng nhan, vị lão nhân này chính là Khưu Hạc Thanh, ông nội của Khưu Phượng Tiên, cũng là người sáng lập Vương Triều Kim Cương của Đài Loan, còn ông ta Khưu Chỉ Đống, chủ tịch đương nhiệm của Vương Triều Kim Cương ngồi bên tay trái ông ta, ngồi bên phải ông ta là cháu ngoại, Đỗ Thiên Dã hiện giờ đã tới Tân Hải thì ngồi bên cạnh Khưu Khải Minh. Ngồi bên cạnh Khưu Chỉ Đống là con gái hắn Khưu Phượng Tiên, bí thư huyện ủy Sa Phổ Nguyên và phó bí thư huyện ủy Kiều Bằng Phi Xuân Dương thì ngồi bên cạnh. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Đỗ Thiên Dã không nhìn được thầm oán, thằng nhóc cậu không ngờ lại bắt nhiều người như vậy chờ một mình cậu. Trương đại quan nhân hai tay ôm quyền, xin lỗi các vị, hôm nay trên đường xảy ra chút việc, cho nên mới tới muộn, đợi lát nữa sẽ uống thêm mấy chén, cái khác không nói nhưng tôi phải bồi tội với Khưu lão. Kiều Bằng Phi nói, với tử lượng không say của anh, phạt anh cũng không giải hận được. Trương đại quan nhân cười ha ha vỗ vai hắn, phó bí thư Kiều à, phải khoan dung, nhất định phải khoan dung. Hắn tới trước mặt Khưu Hạc Thanh, cung kính nói, Khưu lão, tôi lần đầu tiên gặp ngài, nhưng đại danh của ngài tôi đã sớm như sấm bên tai, hoan nghênh ngài đến Xuân Dương. Khưu Hạc Thanh cười nói, Trương Dương, tôi cũng đã sớm được nghe nói tới tên của anh, bọn họ đều nói anh trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Trương Dương nói, tôi nào có xứng là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, luận chức quan thì tôi không bằng ngoại tôn của ngài, luận tài phú thì tôi càng không bằng cháu gái ngài. Khưu Phượng Tiên và Đỗ Thiên Dã đồng thời lên tiếng, già mồm. Trương đại quan nhân nói, không phải già mồm, mà là lời từ đáy lòng. Khưu Chỉ Đống đối với Trương Dương vẫn luôn rất yêu mến, cười nói, Trương Dương đến ngồi bên cạnh tôi. Khưu Phượng Tiên dịch chỗ, Trương Dương nói thôi. Cứ để tôi ngồi cạnh Khứu tiểu thư. Khưu Phượng Tiên chớp mắt, anh hiện tại cũng ngồi bên cạnh tôi. Mọi người đều bật cười. Kiều Bằng Phi an bài cho Dương Văn Nguyệt mang đồ ăn lên. Đổi thành người khác an bài tiệc tối hoan nghênh như vậy, Đỗ Thiên Dã chưa chắc đã nể mặt, nhưng hôm nay là Kiều Bằng Phi ra mặt, Đỗ Thiên Dã cho dù không nể mặt hắn thì cũng phải nể mặt người Kiều gia, huống chi hiện tại bí thư thị ủy Tân Hải chính là Kiều Trấn Lương, trong đây có quan hệ thiên ti vạn lũ. Đỗ Thiên Dã không thể không nghĩ. Khưu Hạc Thanh từ năm đó tới Đài Loan, cho tới bây giờ trở về nội địa đã hơn 48 năm, khi đi còn là tráng niên, khi trở về thì đã là lão nhân tóc trắng xóa, khiến ông ta kích động không chỉ là trở về cố hương, ông ta biết được tin tức của con gái, còn biết ở trong nước ông ta còn có một đứa cháu ngoại, hiện giờ đứa cháu ngoại này đã trưởng thành. Kiều Bằng Phi đại biểu cho Xuân Dương nói những lời hoan nghênh gia đình Khưu Hạc Thanh. Sau khi uống xong một chén rượu, Khưu Hạc Thanh nâng chén đứng dậy, chén rượu này tôi đại biểu cho cả nhà chúng tôi cảm tạ người ở gia hương đã thịnh tình khoản đãi chúng tôi. Từ khi tôi rời khỏi cố hương tới giờ đã qua 48 năm rồi, giọng nói quê hương không đổi mà tóc mai đã bạc. Về gia hương, thấy gia hương yên ổn và giàu có, khiến tôi cảm thấy rất an ủi. Chén rượu này cảm tạ sự nhiệt tình của các anh, cũng cảm tạ nhân dân gia hương. Tôi trước giờ không ngờ mình lúc sinh thời còn có thể về thăm cố hương. Tôi cũng lấy chén rượu này làm minh chí. Lão hủ lúc sinh thời nhất định sẽ góp hết sức cho gia hương. Lão gia tử uống cạn chén rượu này, nhìn ra được ông ta hôm nay rất hưng chí.
Khưu Chỉ Đống cũng không dám để cha uống nhiều, dù sao lão nhân gia tuổi tác đã cao, năm nay đã 92 tuổi rồi, biểu hiện của tất cả mọi người ở đây thật sự quá khách khí, tuy rằng Kiều Bằng Phi và Đỗ Thiên Giã rất quen nhau, nhưng tính chất của bữa cơm này tối nay vẫn mang đầy sắc thái công vụ, dưới trường hợp này, khách và chủ hai bên đều vô cùng khách khí, rất nhiều đề tài cũng không thể nói sâu. Tiệc rượu tiến hành một tiếng rưỡi đồng hồ thì kết thúc, tối hôm đó người của Khưu gia nghỉ ngơi ở Hy Xuân Viên. Vốn Kiều Bằng Phi cũng đã an bài phòng cho Trương Dương, nhưng Trương Dương vẫn uyển chuyển từ chối, hắn nói phải về nhà ngủ. Đỗ Thiên Giã nhắc nhở Trương Dương, sáng mai chúng ta lên núi Thanh Đài đó. Trương Dương nói, thời gian anh định đi, tôi sẽ tới hội hợp. Khi Trương Dương đi lấy xe thì đi cùng Sa Phổ Nguyên nói, Bí Thư Trương, lần trước anh tới Xuân Dương mà không nói với tôi một tiếng. Chương 2289, giữ lại gốc 3. Trương Dương cười nói, lần trước tới thật sự là vội quá, nói thật với anh, tôi ngay cả nhà cũng chưa về thăm được. Sa Phổ Nguyên thở dài, đám người chúng ta đa số thời gian đều là thân bất do kỷ. Trương Dương nghe ra sự cô đơn trong giọng nói của hắn, nhớ tới bố cục trước đó của Kiều Bằng Phi, cuối cùng vẫn ngăn được suy nghĩ muốn hỏi. Sa Phổ Nguyên lại chủ động vạch trần đáp án này, tháng sau tôi được điều tới Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố công tác. Sa Phổ Nguyên vẫn chưa tới điểm cuối, sự rời khỏi của hắn chỉ có một giải thích, là vì Kiều Bằng Phi thay thế. Kiều Bằng Phi lúc này từ trong khách sạn đi ra, Sa Phổ Nguyên cười nói với Trương Dương, tôi đi đây, sau này chúng ta rất ít có cơ hội chạm mặt ở Xuân Dương. Trương Dương không nói gì, Sa Phổ Nguyên cũng không cần an ủi. Cho dù mình nói ra những lời an ủi hắn thì tựa hồ cũng chẳng mang lại tác dụng gì. Kiều Bằng Phi tới bên cạnh Trương Dương, cùng hắn nhìn đèn sau xe của Sa Phổ Nguyên, nói chuyện gì vậy? Trương Dương nói, hắn nói sắp tới Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố, chúc mừng anh. Kiều Bằng Phi nói, tôi biết trong lòng hắn rất khó chịu, cho rằng là trách nhiệm của tôi. Trương Dương nói, trong quan trường chính là như vậy, cho dù anh không thay thế hắn thì cũng sẽ có người khác thay thế. Kiều Bằng Phi nói, đi, tôi mời anh uống rượu. Trương Dương cười nói, để hôm khác đi, mấy người anh em tất cả đang chờ tôi tới, tôi nếu như tối nay không đến, người ta nhất định sẽ nói tôi khinh thường người ta. Kiều Bằng Phi cười cười gật đầu, tôi đưa anh. Không cần, tôi lái xe mà. Kiều Bằng Phi, nói tối nay anh uống không ít rồi, gần đây Xuân Dương đang nghiêm tra uống rượu lái xe, anh cũng đừng ngược gió gây án. Trương Dương cười nói, yên tâm đi. Nếu thực sự bắt được tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, bọn họ cho dù không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt huyện Thái gia anh chứ. Kiều Bằng Phi bật cười, anh Thủy Chung vẫn là như vậy. Trương Dương nói, anh so với trước đây thì đã thay đổi nhiều rồi. Thay đổi thế nào? Trương Dương nói, càng lúc càng già dặn hơn, càng lúc càng giống quan viên, có điều ở cùng với anh càng lúc càng không thú vị. Kiều Bằng Phi thở dài, tôi cũng biết mình đã thay đổi. Nhưng tôi không biết thay đổi như vậy rốt cuộc là tốt hay là xấu. Trương Dương nói, muốn tiếp tục lăn lộn ở trong quan trường thì dù sao cũng phải thay đổi một chút, cái tôi thiếu chính là ước thúc bản thân, tôi rất tự do, quen với tự do rồi. Kiều Bằng Phi nói, con đường này đi càng lâu thì tự do càng ít, không phải người khác ước thúc anh, mà là tự anh ước thúc anh, tôi cảm thấy con người của mình bắt đầu trở nên trầm trọng. Trương Dương không nói gì, có chút đồng tình nhìn hắn. Trên người Kiều Bằng Phi ký thác tương lai của Kiều gia, mà hắn cũng chủ động gánh sự truyền thừa và vinh dự của Kiều gia, Kiều Bằng Phi thành thục rồi, hắn cũng là người có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm tất sẽ trói buộc tương lai của hắn. Kiều Bằng Phi mỉm cười, không phân biệt được là hắn đang vui vẻ hay là đang mất mát, tôi tự mình chọn, nếu đã lựa chọn thì tôi sẽ không oán không hận đi tiếp. Trọng tâm phát triển của Ngưu Văn Cường hiện tại đã chuyển rời đến Phong Trạch, hắn và Đồng Hân Vũ cũng đã xác định quan hệ. Bình thường tới Xuân Dương cũng chỉ là tha nhà cũ, lần này trở về có thể nói đặc biệt vì Trương Dương tới, chẳng những là hắn, Đỗ Vũ Phong, Tần Bạch và Triệu Tân Vĩ, tất cả đều bị gọi đến, vốn đã hẹn buổi trưa ăn cơm với nhau, Trương Dương trước chuyện cũng đã đáp ứng, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, ai ngờ được trên đường lại gặp chuyện phiền toái, một đi hai tới chỉ hoãn tới hiện tại. Càng Trương Dương tới Kim Khải Việt thì đã là 9 giờ tối, hiện tại Kim Khải Việt đã bị Ngưu Văn Cường chuyển nhượng ra ngoài từ lâu. Trải qua, sửa chữa đã rất khó nhận ra bộ dạng xưa. Bốn người bọn Ngưu Văn Cường đứng chờ ở cửa lớn, nhìn thấy xe của Trương Dương tới, Ngưu Văn Cường vội vàng chỉ huy. Nhìn trạng thái của thằng ôn này là biết hắn đã ngà ngày say rồi. Tần Bạch và Triệu Tân Vĩ, hai tên xuất thân từ cảnh sát giao thông thì ở bên cạnh nhìn cười ngây ngô.
Trương Dương đỗ xe xong, Ngưu Văn Cường chạy tới mở cửa xe, kính lễ với hắn, đồng chí Trương Dương, xin xuất trình giấy tờ xe và giấy phép lái xe, tôi rất hoài nghi anh lái xe sau khi uống rượu. Trương đại quan nhân cười nói, không sai, tôi lái xe sau khi uống rượu đó, anh quản được à? Ngưu Văn Cường nói với ba gã cảnh sát phía sau, biết pháp còn phạm pháp, tội càng thêm nặng, còng tên này lại. Đỗ Vũ Phong nói, anh đừng nhìn tôi không phải là cảnh sát giao thông. Triệu Tân Vĩ nói, tôi cũng không phải. Ngưu Văn Cường nhìn về phía Tần Bạch, Tiểu Bạch, anh là người kiên trì nguyên tắc nhất, anh tới đi. Tần Bạch lắc đầu, chính vì tôi kiên trì nguyên tắc, cho nên cảnh hàm của tôi thấp nhất, tôi hiện tại đã học được mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Tất cả mọi người bật cười bởi vì những lời này của Tần Bạch, Ngưu Văn Cường cười mắng, không có nghĩa khí. Trương Dương nói, đó là bởi vì nhân phẩm của tôi tốt. Hắn vái bốn tên tổn hữu một cái, các vị huynh đệ, hôm nay đã để các anh đợi lâu, muốn đánh muốn giết gì thì cứ tự nhiên. Trong hơi thở của Ngưu Văn Cường đầy mùi rượu, bắt mời chúng tôi uống rượu. Trương Dương nói, được. Ngưu Văn Cường xông lên ôm vai hắn, phía trước có xạo hoa của Trung Lão Nhị, thức ăn không tồi. Trương Dương người cười, anh hiện tại tốt xấu gì cũng là Ngưu Tổng, tài sản vài trăm ngàn, Ngưu Tổng ra ngoài, dù sao cũng phải vào khách sạn 5 sao chứ, sao lại thích ăn vỉa hè. Ngưu Văn Cường cười nói, anh thì biết cái gì, mỹ thực chân chính đều ở những quán vỉa hè đó. Xạo hoa của Trung Lão Nhị ở ngay chỗ cách Kim Khải Việt 100 thước. Nhìn thấy Ngưu Văn Cường tới, ông chủ Trung Lão Nhị trên vai vắt khăn trắng đi tới, ôi, đây không phải là Ngưu Tổng ư. Đã lâu rồi không gặp ngài, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Nhắc tới thì Trung Lão Nhị và Ngưu Văn Cường rất có sâu xa, trước đây khi Ngưu Văn Cường kinh doanh Kim Khải Việt thì Trung Lão Nhị ở khách sạn của hắn quá đầu bếp mấy tháng. Ngưu Văn Cường nhìn trường hợp trước mắt, Tiểu Trung làm không tồi. Còn không phải nhờ phúc của ngài ư, Trung Lão Nhị sai người xếp cho họ hai cái bàn, mang năm cái ghế lên, nói với Ngưu Văn Cường, Ngưu Tổng, tối nay tôi mời khách. Ngài cứ ăn thôi nhé. Ngưu Văn Cường nói, anh không sợ tôi ăn cho anh nghèo luôn à? Trung Lão Nhị cười nói, Ngưu Tổng, tôi tuy rằng là buôn bán nhỏ, nhưng một hai bữa cơm tôi vẫn chịu được. Ngưu Văn Cường lấy ra hai tờ trăm nguyên, nói, anh cầm trước đi. Cái này, Trương Dương nói, không phải đã nói là tôi mời ư? Ngưu Văn Cường nói, thôi đi, với chút tiền lương của anh thôi thì giữ lại kính dâng cho đảng và quốc gia đi. Anh xem thường cán bộ quốc gia chúng tôi. Đỗ Vũ Phong cười cười kéo tay bọn họ ngồi xuống bàn. Trung Lão Nhị rất nhanh đưa bốn món ăn lên, thức ăn tuy rằng không nói là tinh xảo, nhưng lại được cái hương vị rất ngon. Ngưu Văn Cường mang rượu theo, là Đại Minh Xuân, gần đây nhà máy rượu Giang Thành bán thứ này rất khá, trên cơ bản đã chiếm lĩnh đại bộ phận thị trường Bình Hải. Mấy người cùng làm một ly, Trương Dương nói với Triệu Tân Vĩ, anh ở Tân Hải công tác đã quen chưa? Triệu Tân Vĩ đã được điều đến Tân Hải làm công tác ở sở xe. Sau khi tới đó rồi thì hai người cũng không gặp mặt nhiều, dù sao Trương Dương bình thường cũng rất bận, Triệu Tân Vĩ cũng không thể phân thân, hai người chỉ gặp nhau một hai lần. Triệu Tân Vĩ nói, cũng quen rồi, Bí Thư Trương, tôi vẫn luôn muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã giúp điều động. Trương Dương cười nói, khách khí cái gì, chúng ta là huynh đệ mà, tôi phải giúp chứ. Ngưu Văn Cường nói, nghe khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải các anh đang chiêu thương. Tôi chuẩn bị tới chỗ cái anh xem có hạng mục thích hợp nào không. Đỗ Vũ Phong nói, anh cho rằng Tân Hải khắp nơi là hoàng kim à. Anh chỉ là một người nuôi cá, chạy đến khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải xem náo nhiệt gì. Ngưu Văn Cường nói, tôi nói này lão Đỗ, anh không thể cứ dùng hết ánh mắt cũ mà nhìn người được. Tôi nuôi cá thì sao? Anh khinh thường người nuôi cá à? Triệu Tân Vĩ bật cười, Ngưu Văn Cường, tôi thấy anh bị lòng tự ti quấy phá rồi. Anh bảo khinh thường người nuôi dưỡng các anh, là chính anh tự khinh thường mình, tự tôn quá độ chính là tự ti đó anh hiểu chưa? Ngưu Văn Cường nói, tôi khinh, trong mắt đám nhân viên chính phủ các anh, chính là khinh thường người làm ăn chúng tôi. Tần Bạch nói, lão Ngưu uống say rồi. Trương Dương nói, không phải 200 đồng tiền thôi ư, xem ra thằng cha này đau lòng rồi, lát nữa tôi trả cho anh. Ngưu Văn Cường bị đám tổn hữu này trêu chọc thì không nhịn được liền bật cười, tôi nhỏ vào. Con người tôi nhỏ nhen vậy ư? Mấy anh, tôi cũng chỉ là muốn làm chút sự nghiệp, muốn ở trên cơ sở hiện có đi lên mấy bước, chưa thấy ai thích đả kích người ta như các anh. Triệu Tân Vĩ nói, tôi nhớ Tiểu Đồng nhà anh mở nhà máy thuộc gia. Trương Dương nói, nhà máy thuộc gia thì không được,
đối tượng chiêu thương của khu bảo lưu thuế nhập khẩu là những xí nghiệp bảo vệ môi trường xanh, nhà máy thuộc ra quá ô nhiễm, tôi không thể bật đèn xanh cho anh được. Ngưu Văn Cường nói, ai nói tôi muốn mở nhà máy thuộc ra, tôi muốn làm nuôi dưỡng, nghiệp nuôi dưỡng nước ngọt của tôi đã ổn định rồi, muốn thử xuống biển nuôi dưỡng, cái này gọi là bảo vệ môi trường xanh chứ. Trương Dương cười nói, cái này thì được. Đỗ Vũ Phong nói, chúng ta đừng bàn chuyện làm ăn nữa được không? Trương Dương khó khăn lắm mới trở về một chuyến, mấy anh ôn chuyện không thể thuần túy một chút à? Ngưu Văn Cường nói, đều là lỗi của tôi, nào, chúng ta vì những năm tháng xanh thẳm của Xuân Dương ngày xưa, cũng ly. Tần Bạch nói, đây là muốn đá tôi ra ngoài đây mà. Triệu Tân Vĩ nói, vì những ngày tháng ở Giang Thành. Nói tới đây trong lòng mấy người đồng thời hiện ra bóng dáng của Khương Lược, tâm tình trở nên trầm trọng như bóng đêm. Chương 2290, người một nhà một. Không ai chủ động nhắc tới tên của Khương Lược, không phải là bởi vì bọn họ đã quên, mà là vì cái tên này khắc sâu trong lòng bọn họ, đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn của bọn họ. Trương Dương cầm chén rượu lên nói, vì những hồi ức và tình bạn tốt đẹp của chúng ta. Cụng ly. 5 giờ sáng, Trương Dương đã xuất hiện ở ngoài Hy Xuân Viên, tối hôm qua mấy người bọn họ uống đến 2 giờ sáng, Trương Dương cũng không về nhà, ở Kim Khải Việt chợp mắt một lát rồi sáng sớm hội hợp với Đỗ Thiên Giã. Trương Dương tới hồ Hy Xuân, nhìn thấy Khư Hạc Thanh lão tiên sinh đang đứng bên hồ đánh thái cực, Trương Dương đỗ xe lại từ xa, mỉm cười đi tới, lão gia tử đánh rất có bài bản. Tinh thần rất tập trung, Trương đại quan nhân không muốn quấy rầy lão gia tử, đứng ở bên cạnh lẳng lặng thưởng thức, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên mặt cỏ rất nhẹ, Trương Dương xoay người lại nhìn thì thấy Khư Phượng Tiên mặc quần áo thể thao màu trắng chậm rãi bước về phía này. Trương Dương cười nói với Khư Phượng Tiên, dậy sớm thế. Khư Phượng Tiên cười, cười sóng mắt lưu động, cô ta thuộc loại nữ nhân mỹ thái sinh ra đã có, và lại Trương Dương quen cô ta cũng không ít năm rồi. Nhưng Thủy Chung cảm thấy Khư Phượng Tiên tràn ngập thần bí, cô ta rất giỏi che giấu bản thân, khi tiếp xúc với người khác luôn giữ khoảng cách nhất định. Khư Phượng Tiên nói, tôi có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hơn nữa đổi sang một nơi mới, ngủ không được ngon. Trương Dương cười nói, nơi này là cố hương của cô đó. Khư Phượng Tiên sửa lại, cố hương cô ta là Giang Thành chứ không phải Xuân Dương. Ánh mắt Trương Dương lại hướng về phía Khư Hạc Thanh lão gia tử, sức khỏe của ông nội cô rất tốt. Khư Phượng Tiên trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, ông tôi Thủy Chung đều là như vậy, từ lúc còn trẻ đã kiên trì rèn luyện, bất chấp mưa gió, hơn nữa ăn uống ngủ nghỉ cũng khống chế rất nghiêm, ở tuổi này, rất ít có người có được khí lực như ông ấy. Trương Dương gật đầu công nhận, có ý mà như vô ý nói, cha tổng lần này sao không đi cùng. Khư Phượng Tiên cười nói, hắn vì sao phải đi cùng. Lần này là chuyện nhà của chúng tôi, hắn và tôi chỉ có quan hệ hợp tác trên sinh ý. Tới đây cũng không thích hợp lắm. Trương đại quan nhân nói, cô nói như vậy, tôi cũng cảm thấy mình là người thừa. Khư Phượng Tiên nói, anh thì khác, anh họ tôi coi anh như anh em ruột, còn nữa, dượng tôi đối với anh cũng rất tốt, cha tôi cũng rất thưởng thức anh. Trương Dương nói, nghe cô nói như vậy, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn. Khư Hạc Thanh một đường đánh xong thái cực quyền, thở ra một hơi thật dài rồi cười cười vẫy tay với bọn họ, đến rồi sao không để ý tới tôi. Trương Dương cười nói, nhìn thấy ngài đánh quyền chuyên chú như vậy, chúng tôi không dám quấy rầy. Khư Hạc Thanh nói, tôi nghe Thiên Giã nói, anh chẳng những viết thư pháp rất giỏi, hơn nữa đánh quyền cũng rất tốt. Vừa hay chỉ điểm cho tôi đi. Trương Đại Quan Nhân kinh sợ nói, không dám chút tài mọn này của tôi thôi đừng đem ra để chuốc lấy mất mặt. Khư Hạc Thanh rất có chút ý tứ của lão ngoan đồng, nhất quyết đòi Trương Dương đánh một đường thái cực quyền cho ông ta xem. Trương đại quan nhân không lay chuyển được ông ta, chỉ có thể diễn luyện một bộ thái cực của Trần Thị cho lão gia tử xem, hành ra vừa ra tay là biết có được hay không, người bình thường không nhìn ra môn đạo. Nhưng Khư Hạc Thanh dù sao cũng bỏ công phu hơn nửa đời người trên thái cực quyền, liếc một cái liền nhìn ra Trương Dương tuyệt đối là cao thủ chân chính, sau khi lão gia tử xem xong thì kích động vỗ tay. Lúc này Đỗ Thiên Giã cùng Khư Chỉ Đống và Khư Khải Minh đi ra, Tô Viện Viện vừa mới từ Tân Hải tới cũng đi bên cạnh. Đây là yêu cầu đặc biệt của Khưu lão gia tử, ông ta muốn nhìn thấy đứa cháu dâu tương lai này. Mọi người vừa hay nhìn thấy cảnh Trương Dương đang đánh thái cực quyền, Đỗ Thiên Giã cười nói, Trương Dương. Thằng nhóc anh lại khoe khoang à. Trương đại quan nhân bật cười, tôi đây là múa búa trước cửa lỗ ban rồi. Khưu Hạc Thanh lại cảm thán nói, tôi đánh thái cực quyền hơn nửa đời người, cũng không làm tới được tới cảnh giới này của cậu.
Hậu sinh khảo ý, hậu sinh khảo ý. Trong ánh mắt nhìn Trương Dương của Khưu Khải Minh tràn ngập vẻ khinh thường, hắn vẫn luôn nhìn Trương Dương không vừa mắt, có điều gia giáo của Khưu Khải Minh rất tốt, tuy rằng ghét Trương Dương, nhưng không hề ngang nhiên biểu lộ ra ngoài mặt, cùng lắm thì chỉ không để ý tới hắn. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, Đỗ Thiên Dã đề nghị đi ăn sáng, đúng 5 rưỡi thì Từ Xuân Dương xuất phát. Tới cửa lớn của cảnh khu núi Thanh Đài, từ xa nhìn thấy bí thư đảng ủy xã Hắc Sơn Tử Sa Quốc Dân đứng đó chờ, Cảnh Tú Cúc đứng bên cạnh hắn, phải nói rằng Cảnh Tú Cúc là vợ của Trần Thiên Trọng, là con dâu cả của Trần Gia. Sa Quốc Dân sở dĩ tới sớm như vậy, là huyện lý trước đó đã dặn dò, trăm ngàn lần không thể để đoàn người của bí thư Đỗ ở cảnh khu núi Thanh Đài gặp bất kỳ sự không vui nào. Bọn Trương Dương tổng cộng đi 3 chiếc xe tới đây, Trương Dương đi một mình, cho nên Sa Quốc Dân và Cảnh Tú Cúc lên xe hắn, Trương Dương đi trước dẫn đường, hắn cười nói, bí thư xả tới sớm thế. Sa Quốc Dân nghe ra ý tứ chế nhạo trong lời nói của Trương Dương, có điều hắn không hề cảm thấy xấu hổ, cười nói, đành chịu thôi, bí thư Kiều đặc biệt dặn dò, nhất định phải tiếp đón tốt đoàn người Khưu lão, không thể để bọn họ sinh ra bất kỳ sự không hài lòng nào, tôi 5 giờ đã chờ ở đây rồi. Trương Dương thấy Cảnh Tú Cúc vẫn không nói gì, hắn bảo Cảnh Tú Cúc, Cảnh đại tỷ, kể ra thì chị và Khưu gia còn là thân thích đó. Cảnh Tú Cúc nói, chuyện này thôi đừng nói, cha của Tiểu Tuyết đã mất nhiều năm rồi, quan hệ của tôi và bố chồng cũng không tốt, hôm nay tới đây chính là muốn gặp người của Khưu gia, không có ý gì khác cả, anh cũng đừng giới thiệu tôi. Trương Dương nói, đều là người một nhà mà. Cảnh Tú Cúc thở dài không nói gì, trong lòng lại thầm nghĩ bố chồng từ lâu đã không coi mình là người của Trần gia rồi, từ sau khi Trần Thiên Trọng mất, cô ta trước sau đã có quan hệ tình cảm với mấy người, trong đó gây ra động tĩnh lớn nhất chính là với Vương Bác Hùng. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã nhất đao lưỡng đoạn, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành rồi, không nghi ngờ gì nữa khiến Trần gia hổ thẹn, bố chồng giận mình cũng là bình thường, Cảnh Tú Cúc hiện tại cũng đã nhìn thoáng rất nhiều chuyện rồi, nửa đời người đã qua rồi. Chỉ cần con gái bình an, mình cũng an lòng với hiện trạng, không nghĩ ngợi, không hỏi han gì nữa. Xe tới Thanh Vân Trúc Hải, Trương Dương phát hiện cửa soát vé ở đó đã bị dỡ bỏ rồi, hắn nói với Sa Quốc Dân, trạm soát vé đâu. Sa Quốc Dân nói, không phù hợp với quy định không phù hợp, thượng cấp đến kiểm tra, đến phạt huyện lý một khoản tiền, ảnh hưởng rất không tốt, nghe nói có thể đã ảnh hưởng tới bình xét cấp bậc cảnh khu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 234.